Dạ, thân anh đứng cái chỗ phía sau rồi, các anh đang mặc quân phục, thân anh điều khiển ở phía sau đó. Quân xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay Quân đang ở trung tâm cộng đồng Sydney của người Việt tự do thuộc tiểu bang New South Wales, Úc Châu. Chỉ còn khoảng 2 phút nữa thôi, các anh chị sẽ xem được cái lễ tưởng niệm ngày giỗ của cố tổng thống Ngô Đình Diệm và người em là Ngô Đình Nhung. Bây giờ Quân đang dành 2 phút đầu để thử tất cả máy móc như thế nào. Các anh chị có nghe được không? Cho mình một cái lời feedback, một cái comment là âm thanh nghe hoặc là chất lượng hình ảnh như thế nào. Cái đây thì Quân đang ngồi ở sau đó nên nó hơi tối chút xíu, nhưng mà không sao. Rồi, bây giờ để mình chuyển cái camera qua cái stage cho các anh chị các bạn xem nhé. Rồi, đây là cái khung cảnh ở trong cộng đồng, và số lượng người đến tham dự ngày một đông hơn. Để Quân chuyển lại cái này, đây ở dưới, và mình nghĩ rằng là ở trong hội trường đã không đủ chỗ ngồi, có thể là người ta ngồi ở ngoài, nhưng mà mình không biết là có ai ở ngoài cầm giùm cái camera ở ngoài không để cho chúng ta được xem. Rồi, chỉ còn khoảng một phút nữa thôi, các anh chị sẽ thấy được. Rồi. Âm thanh nghe hơi nhỏ hả? Mình nghĩ là mình đã chỉnh khá cao rồi đó, để mình chỉnh lên chút xíu nữa. Rồi. Bây giờ nghe được chưa? Chắc bây giờ là nghe được rồi không? Rồi. Dạ, xin mời quý vị vào chỗ ngồi để chúng ta có thể bắt đầu chương trình vào đúng giờ. Rồi, bây giờ mình chuyển cái tiếng qua bên cho ban tổ chức. Và chỉ còn khoảng vài giây phút nữa thôi thì cuộc lễ sẽ bắt đầu.
làm ơn chừa khoảng trống để cho toán rước di ảnh đi lên. À, như quý vị và các anh chị biết được thì nhất là những người tuổi trẻ sinh sau 1975 giống như Quân thì Ngô Đình Diệm là được báo chí đảng tô vẽ rất là nhiều, nhưng mà tô vẽ một cách nhòe nhoẹt và làm cho nó xấu đi. Nói rằng là ngài cố tổng thống Ngô Đình Diệm là một người bán dân hại nước, một người đã rước giặc vào nhà và biết bao nhiêu tội ác được tô thêm. Nhưng mà các anh chị biết rằng là khi chúng ta thoát ra khỏi cái tường lửa của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì chúng ta sẽ học được rất là nhiều điều. Mà các anh chị các bạn biết rằng là Tổng thống Ngô Đình Diệm có một cái công ơn đối với đất nước Việt Nam là đã xây dựng một nền Việt Nam Cộng Hòa. Có nghĩa rằng là một cái thể chế Cộng Hòa Republic giống như là chúng ta đang thấy ở các nước phát triển đang có. Chẳng hạn như là các nước Mỹ, Úc, châu Âu hoặc là Nhật, những cái nước Nam Hàn, những nước đó thì nó có thể chế Cộng Hòa, nó sẽ xây dựng tốt đẹp thế nào. Rồi mà nhưng mà cách đây khoảng gần hơn nửa thế kỷ, gần một thế kỷ vừa qua thì ngài đã làm được ở Việt Nam, nhưng mà bây giờ chúng ta đang ao ước được có cái đó. Thì cái buổi lễ hôm nay để các anh chị các bạn thấy, nếu mà thấy hay thì chia sẻ để cho mọi người được biết đến và chúng ta học hỏi những cái điều và những thế hệ đi trước để truyền lại cho cái hệ mai sau. Để vùng chuyển với camera vào đây. Hello. Chúng tôi xin quý vị ổn định và chúng ta sẽ xin chào tất cả các anh chị các bạn mới vào xem sau. Trong nửa phút nữa, Quân đang trực tiếp truyền hình buổi lễ tưởng niệm ngày giỗ cố tổng thống Ngô Đình Diệm và người em là Ngô Đình Nhu ở trung tâm sinh hoạt cộng đồng số 8 BP Play, Wanneroo, thuộc tiểu bang New South Wales, Úc Châu ạ. Dạ, cảm ơn chị Hoàng Liên, chị đang ứng ở trong kẹt. Có thể hôm nay trời cũng không được mát cho lắm. Ở Sydney bây giờ đã sắp sửa vào hè và nhiệt độ hôm nay cũng khá là nóng. Xin các anh chị các bạn đang ở trong hội trường chịu khó chút xíu. Mình nghĩ là các cái quạt đã mở hết tốc lực rồi. Nhưng mà vì số người đông quá nên chúng ta tham gia với một cái tinh thần rất là ấm cúng. Dạ, đây là lần đầu tiên được tổ chức ở trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Và vừa qua các anh chị các bạn thấy được là có một cái sự chống phá rất là lớn từ những người gọi là binh vực cho, mình không biết binh vực cho ai, nhưng mà ý mình có thể nói rằng là binh vực cho một cái người nào đó mà không muốn cái lễ tổ chức này được chỉnh, được tổ chức ở trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Dạ. Thì các tiểu bang khác như là Victoria hoặc là các tiểu bang Queensland hoặc là Nam Úc thì đã tổ chức lâu rồi, nhưng mà New South Wales thì lần đầu tiên được tổ chức ở trong trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Dạ, không sao anh Phong Vũ. Dạ. Mình nghĩ là từ này trở đi sẽ được tổ chức ở trong này. Xin chào bạn Nhân Thái, xin chào tất cả các anh chị các bạn mới vào sau. Sau đây là buổi lễ truyền livestream trực tiếp tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng Sydney thuộc tiểu bang New South Wales, Úc Châu. Kính thưa toàn thể quý vị chụp hình, vì hội trường hơi nhỏ và bữa nay là quan khách dự cũng khá đông, xin quý vị vui lòng
giữ trống sân khấu đừng nên chạy tới chạy lui, làm cản trở cho cái ban tổ chức họ có cái toán ca nhạc thiếu nhi. Cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin quý vị chú ý chúng tôi có thể bắt đầu chương trình tưởng niệm cố tổng thống Ngô Đình Diệm ngay bây giờ. Chúng tôi xin quý vị trật tự và giữ im lặng để chúng ta cử hành lễ một cách nghiêm trang. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin bắt đầu chương trình tưởng niệm cố tổng thống Ngô Đình Diệm. Chúng tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Văn Thuần và xin chào quý vị, em là Cây Hoàng ạ. Chúng tôi là đồng cô MC trong buổi lễ ngày hôm nay. Sau đây chúng tôi có những đôi lời chào mừng quan khách gửi đến quý vị do Cây Hoàng đại diện cộng đồng về quyền tự do New South Wales. Dạ, lời đầu tiên Cây Hoàng xin thay mặt ban tổ chức và toàn thể ban chấp hành cộng đồng về quyền tự do New South Wales gửi đến quý đại diện các hội đoàn, đoàn thể, quý khách mời, quý đồng hương và những vị đại diện các tôn giáo lời chào trân trọng nhất ạ. Dạ, dạ ok. Dạ, kính thưa quý vị, thì cứ vào tháng 11 hàng năm thì lễ giỗ cố tổng thống Ngô Đình Diệm lại được tổ chức một cách thành kính và trang trọng để tri ân những người đã có công khai sinh ra chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Và Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng là người Tổng thống đầu tiên của Việt Nam. Thì hôm nay đây, cộng đồng người Việt tự do New South Wales vinh dự được đứng tên tổ chức lễ tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng lần đầu tiên sau 43 năm định cư tại Úc. Dạ xin thưa, hôm nay có lẽ là dịp để quân dân Việt Nam Cộng Hòa cùng thắp nén hương lòng với sự thành kính và tôn trọng tưởng nhớ vị Tổng Tư lệnh Ngô Đình Diệm. Và đây cũng có lẽ là dịp để các thế hệ hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa ghi nhận sự đóng góp của Tổng thống Ngô Đình Diệm vào việc phát triển về sự phồn thịnh của nước Việt Nam trong giai đoạn đệ nhất Cộng Hòa từ 1955 đến 1963. Chúng ta tưởng niệm chiến sĩ Ngô Đình Diệm vì lòng yêu nước, vì quyết tâm bảo vệ quyền tự do tự quyết và tinh thần chống cộng bất diệt. Và hôm nay, có mặt ngày hôm nay, chúng tôi xin ghi nhận và chào mừng sự hiện diện của đầu tiên Chủ tịch Cộng đồng Hội đồng Tư vấn Giám sát Nguyễn Toàn và các thành viên của Hội đồng Tư vấn Giám sát. Kế đến là ông Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do ICT, ông Lê Công, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria, cô Phượng Vĩ và đại diện ban chấp hành. Chào mừng lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, chào mừng đại diện các hội đoàn, đoàn thể và tất cả quý đồng hương thân mến ạ. Và để bắt đầu chương trình của chúng ta hôm nay, mở đầu chương trình là nghi thức rước di ảnh của Tổng thống Ngô Đình Diệm theo nghi thức diễu binh và phần chào cờ. Kế đến là lời phát biểu của ông Chủ tịch, sau đó là phần đọc tiểu sử, sau đó phát biểu khách mời dân hương và các tiết mục văn nghệ ạ. Thì để bắt đầu lễ rước ảnh, Khai nghĩ có lẽ tất cả những người lính Việt Nam Cộng Hòa, những người đã chiến đấu vì lý tưởng tự do, dân chủ cho một nước Việt Nam ấm no và thanh bình và phồn thịnh, thì ngày hôm nay đứng dưới lá cờ tổ quốc, đứng trước di ảnh của Tổng thống Ngô Đình Diệm, chắc chắn không tránh khỏi sự xúc động, tưởng nhớ đến những ngày tháng chiến đấu khốc liệt, những khó khăn đã trải qua trong thời chinh chiến, những đồng đội đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do cho tổ quốc. Nhiệm vụ chống cộng chưa thành, khó khăn còn trước mắt, khi một nước Việt Nam đang từng ngày từng giờ bị giày xéo dưới tay Cộng sản, thì mang trong mình niềm tự hào của quân dân Việt Nam Cộng Hòa, xin bước chân dũng mạnh của những người lính, hãy khơi dậy truyền thống tự hào, yêu dân tộc của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, để thế hệ trẻ vững tin tiến bước theo nhịp chân của các thế hệ đi trước. Và sau đây là nghi thức rước ảnh cố Tổng thống Ngô Đình Diệm do Hội Cựu Quân nhân Việt Nam Cộng Hòa New South Wales thực hiện. Xin những người lính Việt Nam Cộng Hòa hãy vinh danh chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Kính chào toàn thể quý vị. Trước khi
Làm lễ tôi xin có vài lời nhắc nhở quý vị mặc quân phục. Khi chào cờ quý vị vui lòng chào tay. Và kính mời toàn thể quý vị mặc quân phục tiếp theo đi đứng phía sau tón rước di ảnh theo sự sắp xếp của ông Phan Anh ở phía sau. Và quý vị mặc quân phục nên ra đó chứ không nên ngồi ở trên hàng ghế phía trong. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị đứng lên để chuẩn bị làm lễ rước di ảnh. Tất cả chú ý nghiêm, mời tón rước di ảnh cố tổng thống Ngô Đình Diệm tiến vào vị trí hành lễ. Mời ông Chủ tịch Phô Huy Nguyễn lên an vị di ảnh. Ba người cầm di ảnh vẫn đứng tại chỗ. Mời toán quân nhân hầu di ảnh tẻ ra hai bên trải phái. Trước bức. Sau đây là lễ chào cờ Úc Việt. Quốc ca Úc Việt bắt đầu. Chào tay. Chào. Thank you.
đem tay xuống. Sau đây là một phút mặc niệm để tưởng niệm các bậc tiền nhân đã dày công dựng nước và giữ nước, để tưởng niệm quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh đã anh dũng hy sinh vì tổ quốc, để tưởng niệm đồng bào vượt biển vượt biên đã bỏ mình trong rừng sâu và trên biển cả. Đặc biệt ngày hôm nay, để tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, người đã sáng lập ra nền đệ nhất Cộng Hòa cho Việt Nam. Phút mặc niệm bắt đầu. Chào thầy, chào. Đem tay xuống. Phút mặc niệm chấm dứt. Toán rước di ảnh, bước trái phải quay. Đằng trước bước. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị an tọa. Sau đây kính mời ban tổ chức tiếp tục. Kính thưa quý vị, để tiếp nối chương trình, chúng tôi xin được chào đón lời phát biểu của ông Pô Huy Nguyễn, là Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do New South Wales. Chúng tôi xin mời ông Pô Huy. Kính thưa luật sư Nguyễn Toàn, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Giám sát và các thành viên. Kính thưa các quý vị lãnh đạo tinh thần, quý vị đại diện truyền thông báo chí, hội đoàn đoàn thể, cũng như quý đồng hương có mặt ngày hôm nay. Cá nhân chúng tôi hết sức là xúc động khi thấy đồng hương đã đến đây đông đủ để tham gia một buổi lễ trọn vẹn đầy ý nghĩa của một tinh thần yêu nước, lấy tổ quốc làm đầu. Đó là tinh thần Ngô Đình Diệm. Kính thưa quý vị, khi nghe ba chữ Ngô Đình Diệm, Cộng sản Việt Nam hãy khiếp sợ. Hãy khiếp sợ là vì cái tiền đồ chống cộng của miền Nam Việt Nam từ năm 1955 đến năm 1963 là một tiền đồ vững chắc nhất. 7.200 ấp chiến lược từ năm 62 đến năm 63, đó là một thành trì của miền Nam Việt Nam để giữ vững cho nền Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta được thanh bình và no ấm trong suốt 8 năm liền. Một triệu người di cư từ miền Bắc vào miền Nam do cố Tổng thống đã là người cưu mang và đã giúp cho 1 triệu người này thoát khỏi tà quyền cộng sản. Lý Quang Diệu của Singapore, Phát Chánh Hy của Nam Hàn, Tưởng Giới Thạch của Đài Loan đều ngưỡng mộ một người vĩ nhân của Việt Nam Cộng Hòa, một tinh thần yêu nước và chống cộng hàng đầu ở Đông Nam Á. Kính thưa quý vị, sự ra đi một cuộc thảm sát của cố Tổng thống là một sự mất mát cho chúng tôi, cho quý vị và của 92 triệu dân Việt Nam đang quằn quại
dưới chế độ cộng sản. Giá như ngài không ra đi, ngài không bị thảm sát năm 1963, chúng ta sẽ không có 30 tháng 4 năm 1975. 2 triệu người Việt Nam không phải bỏ nước ra đi tìm đến bờ tự do, 600.000 người không phải chết vì biển cả. Ngài ra đi, một trong những lý do chính đáng là loại là ngài muốn đòi lại quyền tự quyết của một dân tộc. Trong thời điểm đó, cố tổng thống Ngô Đình Diệm muốn giữ vững chính nghĩa và lập trường của Việt Nam Cộng Hòa và không cho người Mỹ đổ bộ vào Việt Nam. Tôi nghĩ rằng đây là một cái lòng tự quyết mà hậu duệ như tôi, như quý vị phải ngưỡng mộ, và chúng ta luôn có hoài bão để phát huy tinh thần Ngô Đình Diệm. Kính thưa quý vị, đứng trước di ảnh của Ngô Tổng thống cũng như dưới lá cờ thiêng của chúng ta là một hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi thiết nghĩ rằng chúng tôi phải có bổn phận và trách nhiệm đối với đồng hương để tổ chức cái buổi lễ này, để chúng ta phát huy lòng yêu nước của chúng ta và lòng tự quyết của một dân chủ và đòi lại tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam, và chúng ta phát huy tinh thần Ngô Đình Diệm. Kính thưa quý vị, chúng tôi có thể tự hỏi chính mình 1.000 câu giá như vậy. Thì nếu ngài không ra đi, thì chúng ta không phải sống lưu vong ở trên khắp toàn cầu. 92 triệu dân vẫn còn đang muốn thoát ra khỏi công cuồng của Cộng sản. Năm nay là một năm mất nước. Chưa có một chính thể nào, một chính quyền nào ngang nhiên dân lãnh thổ, lãnh hải, quyền tự quyết cho Tàu Cộng. Và hơn thế nữa, chúng ta không có quyền làm người ở Việt Nam. Vì vậy, năm nay là cái năm rất quan trọng đối với chúng ta là đồng bào hải ngoại, cùng tiếp sức với đồng bào quốc đội để chúng ta phát huy lên tinh thần của chống cộng của ngài cố tổng thống Ngô Đình Diệm. Ngày hôm qua, cộng đồng người Việt tự do tại Victoria cũng có làm lễ cho cố tổng thống Ngô Đình Diệm. 5 giờ chiều nay, cộng đồng người Việt tự do tại Nam Úc cũng sẽ tổ chức lễ tưởng niệm như chúng ta, và tất cả các nơi trên thế giới, Nam Cali, Bắc Cali, Washington và châu Âu cũng đã và đang tổ chức lễ của tổng thống Ngô Đình Diệm. Cộng đồng người Việt tự do New South Wales luôn luôn phát huy tinh thần Ngô Đình Diệm, giữ vững lập trường và bảo vệ chính nghĩa, và cùng đồng hành với quý vị làm được điều đó, nhất là về vấn đề chống cộng. Chúng tôi mong rằng quý vị có một ngày thật đầy ý nghĩa với cái tinh thần phát huy lòng yêu nước, lý tổ quốc lên làm đầu. Đó là tinh thần của Ngô Đình Diệm. Xin được cảm ơn quý vị. Dạ, xin cảm ơn lời phát biểu hùng hồn và tràn đầy cảm xúc của Bo Huy Nguyễn. Thì chắc chắn rằng tinh thần yêu nước và chống cộng bất diệt của Tổng thống Ngô Đình Diệm sẽ mãi trường tồn và tiếp tục lửa đấu tranh cho thế hệ trẻ tại hải ngoại. Khi nhắc đến thế hệ trẻ, thì bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức màn múa vô cùng sinh động và dễ thương do thế hệ mầm non của chính thể Việt Nam Cộng Hòa thực hiện. Màn múa Lá Cờ Thiêng do các em thiếu nhi của nhóm Việt Earth Little Star. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để ủng hộ tinh thần của các em ạ. Màu anh hùng
vẫn đổ trên quê hương. Vì cờ thiêng mà anh chiến đấu, vì tự do mà anh không sờn. Bao gian nan đầy gian khổ, nước mắt và mồ hôi, cho cây rừng mãi đứng thẳng, dòng sữa mẹ đông đầy, ngọn cờ vàng phật phơi bay. Ta dân Việt quyết không sờn đấu tranh, gương anh hùng đuổi chí lớn, luôn bảo vệ quê hương vẫn cao cờ dân tộc màu vàng da Việt Nam, màu vàng của tự do. Ta người Việt lưu vong, ta người Việt tị nạn, ta dân Việt muôn đời. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Lá cờ vàng bốn biển bay tung bay, hồn linh thiêng hồn bất khuất, hồn ông cha hồn ôm sơn hà, ta theo gương và theo cờ, vì nước và vì dân, cho muôn đời dòng dân Việt, dòng sông mẹ dâng cạn, muôn triệu người vùng đứng lên. Máu anh hùng vẫn đổ trên quê hương, vì cờ thiêng mà anh chiến đấu, vì tự do mà anh không sờn. Bao gian nan đầy gian khổ, nước mắt và mồ hôi, cho cây rừng mãi đứng thẳng, dòng sữa mẹ đông đầy, ngọn cờ vàng phật phới bay. Ta dân Việt quyết không sờn đấu tranh, bảo vệ quê hương vẫn cao cờ dân tộc màu vàng da Việt Nam, màu vàng của tự do. Ta người Việt lưu vong, ta người Việt tị nạn, ta dân Việt muôn đời. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Lá cờ vàng bốn biển bay tung bay, hồn linh thiêng hồn bất khuất, hồn ông cha hồn ôm sơn hà, ta theo gương và theo cờ, vì nước và vì dân, cho muôn đời dòng dân Việt, dòng sông mẹ dâng cạn, muôn triệu người vùng đứng lên. Ta dân Việt quyết không sờn đấu tranh, gương anh hùng đuổi chí lớn, luôn bảo vệ quê hương vẫn cao cờ dân tộc màu vàng da Việt Nam, màu vàng của tự do. Ta người Việt lưu vong, ta người Việt tị nạn, ta dân Việt muôn đời. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Và thật là dễ thương đúng không quý vị? Và nhất là trong tình hình đất nước hiện tại thì việc yêu nước và lòng yêu nước, nhất là của thế hệ trẻ, cần phải được bồi dưỡng và cần phải được tiếp tục. Cảm ơn cô Yến Phạm, người đã thành lập ra nhóm The Hospital Star, đã dành rất nhiều thời gian và công sức đào tạo ra những mầm non cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Và để tiếp theo chương trình, xin mời cô Trần Mỹ Vân, Phó Chủ tịch Nội vụ Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales, trình bày tiểu sử của ông cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Kính chào quý quan khách và quý đồng hương. Kỷ niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm lần thứ 55, chúng tôi xin được tiếp
tóm lược tiểu sử của nhà khai sáng nền Cộng hòa đầu tiên của Việt Nam. Cố Tổng thống Ngô Đình Diệm sinh ngày 3 tháng Giêng năm 1901 tại làng Đại Phong, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, là con thứ tư của quan nhiếp chính đại thần Ngô Đình Khả và bà Phạm Thị Thân. Dù theo đạo Công giáo, nhưng ông Ngô Đình Diệm cũng được dưỡng dục trong tinh thần Nho giáo và tấm gương yêu nước từ quan của cụ thân sinh Ngô Đình Khả qua câu "Đầy vua không khả", và sau đó do ảnh hưởng của nhà cách mạng yêu nước Phan Bội Châu, bây giờ đang bị Pháp giam lỏng ở Huế. Để chống lại việc phế bỏ và đầy vua thành thái của thực dân Pháp, quan nhiếp chính đại thần Ngô Đình Khả xin từ quan về quê làm ruộng. Do đó, thời niên thiếu, ông Diệm còn có lúc phải giúp cha làm ruộng mỗi khi nghỉ hè. Thời này, ông học ở trường Pellerin, Huế, nhưng không chịu được kỷ luật quá khắt khe. Ông thôi học và lên 12 tuổi thì thi vào trường Quốc học với chương trình tổng hợp vừa bằng tiếng Việt, vừa tiếng Pháp. Tốt nghiệp trung học tại đây với thành tích xuất sắc, Ngô Đình Diệm được trao học bổng du học Pháp, nhưng ông từ chối. Năm 1921, ông tốt nghiệp thủ khoa trường Hậu Bổ, một trường gần giống như Viện Quốc gia Hành Chánh sau này, và công việc đầu tiên là làm việc tại Thư viện Hoàng gia ở Huế. Và cũng năm đó, được cử làm tri huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên. Rồi năm 1923, ông được bổ nhiệm làm tri huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên. Và sang năm 1926, cố Tổng thống Ngô Đình Diệm lên làm tri phủ Hải Lăng, Quảng Trị, và sau đó làm quản đạo phủ Ninh Thuận. Nổi tiếng làm quan thanh liêm và chính trực, nên năm 1929, ông lại được thăng chức làm quan Tùng Vũ, tỉnh Bình Thuận. Vua Bảo Đại về nước đã cải tổ nội các vào ngày 8 tháng 4 năm 1933, với 5 vị thượng thư trẻ theo Tây học mà ông Diệm trẻ nhất mới 32 tuổi, được phong làm thượng thư bộ lại, tương đương chức thủ tướng bây giờ. Thời gian này ông cũng giữ chức thư ký, đứng đầu ủy ban cải cách, hay còn gọi là hội đồng hỗn hợp Pháp Việt, và đệ trình hai điểm cần tu chính là thống nhất Trung và Bắc Kỳ theo Hòa ước Giáp Thân 1884, và cho Viện Đại biểu Trung Kỳ được quyền tự do thảo luận các vấn đề quốc sự. Hai yêu cầu này bị thực dân Pháp bác bỏ, nên ông Ngô Đình Diệm từ chức Thượng Thư Bộ Lại ngày 12 tháng 7 năm 1933. Hoạt động chính trị thực dân Pháp của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm vẫn tiếp tục sau khi từ quan về sống ở Huế với gia đình. Dù bị thực dân Pháp giám sát chặt chẽ, thời này ông ủng hộ chủ trương của kỳ ngoại Hầu Cường Để là dựa vào Nhật để lật đổ chính quyền bảo hộ Pháp. Cũng năm 1933, vào Sài Gòn, ông cùng với Nguyễn Phan Long tổ chức phong trào trí thức Trung và Nam Kỳ để vận động chính giới Pháp ở Paris bãi nhiệm toàn quyền Đông Dương Pasquier, nhưng việc không thành. Do đó, ông bị Pasquier trục xuất khỏi nơi cư trú Huế và chỉ định nơi cư trú ở Quảng Bình. Năm 1934, Pasquier chết, ông trở lại Huế và xin dạy học ở trường Thiên Hữu. Thời kỳ từ năm 1942 đến 1944, ông Ngô Đình Diệm tham gia phong thành lập và lãnh đạo tổ chức Đại Việt Phục Hưng Hội, dựa Nhật chống Pháp, tương tự chủ trương của cụ Phan Bội Châu. Tháng 7 năm 1944, mật thám Pháp phá vỡ tổ chức này và bắt ông ở Phú Cam. Thế nhưng nhờ hiến binh Nhật giúp đỡ, ông trốn thoát và đến trú ở lãnh sự Nhật ở Huế. Rồi sau đó, Nhật dùng máy bay quân sự chở thẳng ông vào trụ sở hiến binh Nhật ở Sài Gòn. Nơi đây, ông được hoàng thân Cường Để ủy nhiệm việc vận động dân chúng ở Nam Kỳ để chống Pháp. Tại Sài Gòn, ông tham gia thành lập ủy ban kiến quốc yểm trợ cho hoàng thân Cường Để, nhưng Nhật lúc này lại quay qua ủng hộ vua Bảo Đại. Năm 1945, ông bị Việt Minh bắt ở Tuy Hòa, Phú Yên và giải ra giam ở Tuyên Quang một thời gian ngắn, rồi đưa về Hà Nội gặp Hồ Chí Minh
nhưng họ Hồ không thuyết phục nổi ông về việc hợp tác với Việt Minh. Tuy nhiên, Hồ Chí Minh vẫn muốn chiêu dụ nên đã cho thả ông. Đến năm 1950, khi chế độ Cộng sản đã được củng cố, Hồ Chí Minh mới bắt đầu tìm cách trừ khử những thành phần không theo Cộng sản. Trong đó có ông, nhưng ông may mắn thoát nạn khi đang trên đường thăm người anh ở Vĩnh Long. Năm 1949, ông Ngô Đình Diệm cho đăng một tuyên bố, trong đó hoàn toàn phủ nhận Hiệp ước LC bằng cách đòi quyền tự trị lãnh thổ cho Việt Nam và cũng tái khẳng định không hợp tác với Hồ Chí Minh. Sau đó, ông qua Mỹ và Bỉ để vận động cho Việt Nam thoát ách bảo hộ của thực dân Pháp. Để cứu vãn quốc gia Việt Nam đang có nguy cơ sụp đổ, dù vua Bảo Đại mấy lần mời ông Ngô Đình Diệm về làm thủ tướng, nhưng ông từ chối. Tuy thế, cuối cùng, ông Diệm đã nhận lời vua Bảo Đại với điều kiện nhà vua phải cho ông có toàn quyền về chính trị cũng như quân sự. Ông Ngô Đình Diệm về nước vào ngày 7 tháng 7 năm 1954 và ra mắt nội các gồm 18 người. Lúc đầu, ông bị Mỹ nghi ngờ, cho là không thể giải quyết được tình hình cực kỳ rối ren lúc bấy giờ, vì thực dân Pháp vẫn đang tìm cách lật đổ ông. Thậm chí, có lúc cả hai nước đồng ý với nhau để tìm người thay thế ông. Nhưng sau khi dẹp tan cuộc nổi loạn của quân Bình Xuyên, được Pháp hậu thuẫn năm 1955, thì ông mới được Mỹ hoàn toàn ủng hộ. Suốt gần 9 năm cầm quyền, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã biến miền Nam từ một lãnh thổ thuộc địa trở thành một quốc gia độc lập, được hầu hết các nước trên thế giới công nhận. Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa phát triển về mọi mặt, với quân đội được chính quy hóa, hùng mạnh dần, với một nền giáo dục nêu cao triết lý, bao gồm nhân bản, dân tộc và khai phóng, với một nền y tế cho toàn dân và một nền kinh tế ổn định. Ngoài việc tái định cư cho gần 1 triệu đồng bào miền Bắc di cư vào Nam sau Hiệp định Geneva 1954. Là một người yêu nước chân chính, cố Tổng thống Ngô Đình Diệm từng từ chức cao nhất để phản đối Pháp và đối với Mỹ, ông cương quyết bảo vệ chủ quyền đất nước đến cùng, không để ngoại bang xen lấn vào việc trị nước và khuynh đảo chính sách quốc gia. Thế nhưng, Mỹ đã nhúng tay vào việc lật đổ Tổng thống hợp hiến và hợp pháp Ngô Đình Diệm với sự chỉ đạo của đại sứ Mỹ Cabot Lodge và điệp viên CIA Lucien Conan đã móc nối và mua chuộc được một số tướng quá yếu kém về kiến thức chính trị. Cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963 đã thảm sát Tổng thống Ngô Đình Diệm cùng cố vấn Ngô Đình Nhu, và đó là khởi đầu cho những rối loạn liên tiếp dẫn đến mất nước vào tay Cộng sản ngày 30 tháng 4 năm 1975. Dạ xin cảm ơn những chia sẻ vô cùng ý nghĩa của cô Trần Mỹ Vân. Thì qua phần tiểu sử chúng ta nhận thấy được ở ông Tổng thống Ngô Đình Diệm một tư chất thông minh, một nhân cách liêm chính với tư tưởng chống cộng triệt để và tấm lòng ái quốc yêu dân mãnh liệt. Để biết thêm về những đóng góp và xây dựng mà ông Tổng thống Ngô Đình Diệm đã đem lại cho miền Nam Việt Nam trong 9 năm cầm quyền ngắn ngủi, xin quý vị hãy cùng nhau hướng lên màn hình theo dõi một đoạn phim ngắn về thành quả chống cộng và một nước Việt Nam phú cường trong những năm 1955 và 1963. Mùa hè năm 1954, vào ngày 25 tháng 6, phi trường Tân Sơn Nhất đón chào ông Ngô Đình Diệm, nhân vật được Quốc trưởng Bảo Đại bổ nhiệm làm Thủ tướng toàn quyền của Chính phủ Quốc gia Việt Nam. Ông Ngô Đình Diệm đã lưu tâm đến các kế hoạch phát triển quân đội
để trở thành lực lượng bảo vệ cho sự vững mạnh của nền tự do, độc lập của quốc gia Việt Nam. Mùa thu năm 1954, khi tiếp nhận dinh cao ủy Pháp, Thủ tướng Ngô Đình Diệm đã đặt tên cho dinh này là dinh độc lập, như để xác định chủ quyền của quốc gia Việt Nam. Và trong lễ tiếp nhận, ông tin rằng sự độc lập của quốc gia sẽ luôn vững bền. Mùa hè năm 1955, quân đội quốc gia Việt Nam đã đẩy lùi các cuộc tấn công của lực lượng Bình Xuyên ngay tại thủ đô Sài Gòn để ổn định tình hình an ninh, vãn hồi trật tự. Lãnh đạo quốc gia vượt qua bao khó khăn, thử thách trong hơn 9 năm điều hành đất nước. Ông Ngô Đình Diệm luôn lo lắng cho sự tồn vong của Việt Nam Cộng Hòa. Chương trình ấp chiến lược được hình thành vào đầu tháng 2 năm 1962. Tính đến giữa năm 1963, toàn Việt Nam Cộng Hòa đã xây dựng hơn 7.200 ấp chiến lược. Và những thước phim trong đoạn này là hình ảnh về một ấp chiến lược điển hình cho chương trình mà ông Ngô Đình Nhu gọi là quốc sách ấp chiến lược. Ấp chiến lược được xây dựng trên quan điểm cư dân trong ấp cùng nhau xây dựng hệ thống phòng thủ, cùng nhau tự vệ chống lại các cuộc tấn công của Cộng sản, trong khi chờ đợi sự tiếp ứng của các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa từ quận xã Tăng Việt. Ấp chiến lược cũng là một mô hình liên hoàn giữa an ninh quốc phòng và an ninh xã hội ngay tại thôn ấp. Trong mỗi ấp chiến lược, các cơ sở y tế, xã hội, hệ thống giao thông, an ninh được hình thành để bảo đảm cho đời sống của cư dân. Miền Nam sau mùa thu năm 1954 đã được sống những ngày tháng thanh bình dưới bầu trời tự do. Sông Bến Hải đã trở thành dòng sông lịch sử, và bên này cầu Hiền Lương, lá cờ vàng ba sọc đỏ như người mẹ hiền vẫy gọi con dân đất Việt xây dựng lại quê hương đất nước phồn vinh cường thịnh. Và những dòng sông của miền Nam hiền hòa, hai mùa mưa nắng đã trở lại màu xanh sau chiến tranh. Trẻ thơ vui mừng múa hát, cả một hình ảnh thanh bình, an lạc đã đến với miền Nam trong những năm đầu của Hiệp định Geneva. Về lại quê hương, giữa lúc Việt Nam đang ở vào giai đoạn cuối của cuộc chiến Việt-Pháp, nhà hoạt động chính trị Ngô Đình Diệm đã được các đoàn thể đón tiếp với tất cả niềm tin ở vị tân thủ tướng quốc gia Việt Nam. Những ngày tháng đầu tiên của chính phủ Ngô Đình Diệm là tổ chức đón tiếp đồng bào phía Bắc vĩ tuyến 17 di cư vào Nam tìm tự do. Theo Hiệp định Geneva, từ cuối tháng 7 năm 1954 đến tháng 5 năm 1955 đã có hơn 533.000 đồng bào di cư vào Nam bằng tàu biển và được định cư tại một số khu vực ở miền Đông Nam Phần. Cầu không vận quốc tế cũng đã được thiết lập vận chuyển hơn 243.000 đồng bào di cư vào Nam. Ngay từ khi đặt chân đến vùng đất tự do, người dân di cư đã nhận được sự trợ giúp thân thiết của các hội đoàn, các tổ chức thiện nguyện quốc tế. Trong giai đoạn quyết định của tình hình đất nước, ông đặt kỳ vọng ở tinh thần dũng chiến vì lý tưởng tự do của người lính Việt Nam Cộng Hòa.
Dạ xin cảm ơn quý vị. Các bạn xin phép được đọc 4 câu thơ về ông Tổng thống Ngô Đình Diệm. Đó là: người là thuyền trưởng về giữa phong ba, người tượng trưng tình bác ái tương thân, người hy sinh vì hạnh phúc toàn dân, người tranh đấu cho tự do nước Việt. Tất cả các hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa xin cúi đầu trước di ảnh của ông, người đã khai sinh chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Đến ngày hôm nay, chúng ta có thể tự hào tôn vinh lá cờ vàng, tự hào với ba chữ tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Được biết, cộng đồng người Việt tự do tại Victoria đã tổ chức tưởng niệm ông Ngô Đình Diệm vào ngày hôm qua tại đền thờ Quốc Tổ. Và hôm nay, cộng đồng người Việt tự do New South Wales hân hạnh chào mừng cô Phượng Vĩ, chủ tịch cộng đồng người Việt tự do Victoria, cùng các thành viên của trong ban chấp hành. Dạ, xin mời cô có đôi lời chia sẻ. Kính thưa ông Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales và các thành viên ban chấp hành. Kính thưa ông Chủ tịch Hội đồng Tư vấn và Giám sát Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales và các thành viên ban chấp hành. Kính thưa ông Chủ tịch Cộng đồng, Chủ tịch Hội Cựu quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng hòa Úc Châu, New South Wales và các gia đình quân binh chủng tại tiểu bang New South Wales. Kính thưa quý vị, lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể, quý truyền thông, báo chí, cùng toàn thể quý đồng hương tại New South Wales. Rất hân hạnh cho chúng tôi và ban chấp hành cộng đồng người Việt tại Victoria được đến đây tề tự tại nơi đây cùng toàn thể quý đồng hương để tổ chức lễ tưởng nhớ đến vị tổng thống lập ra đệ nhất Việt Nam Cộng hòa, tổng thống Ngô Đình Diệm. Kính thưa quý vị, có rất nhiều sách vở nghiên cứu thông tin về ông, và cho dù chúng ta hiểu hay biết như thế nào đi chăng nữa thì có một điều không ai có thể phủ nhận được. Đó là tấm lòng yêu nước, bảo vệ cho một Việt Nam dân chủ, độc lập, tự chủ và tự trị của cố Tổng thống. Vì ông biết rằng Tổ quốc còn, dân tộc còn, Tổ quốc còn, tôn giáo còn, mất Tổ quốc, mất tất cả. Hôm nay, nhân dịp lễ dỗ lần thứ 55 năm của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, ban chấp hành chúng tôi xin mượn hai câu nói để đời của ông để cùng khích lệ, hỗ trợ và cùng nhau thực hiện những công việc chúng ta cần phải làm trước hiện tình đất nước và trong công cuộc tranh đấu của chúng ta. Nếu bọn Việt Cộng thắng thì quốc gia Việt Nam sẽ bị tiêu diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung Hoa Cộng sản. Hơn nữa, toàn dân sẽ phải sống mãi dưới chế độ độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo. Nếu quý vị mang quân đội Mỹ vào Việt Nam, tôi phải giải thích thế nào với dân tộc Việt Nam? Với người dân Việt Nam, hình ảnh hãi hùng của quân đội viễn chinh Pháp còn hằn sâu trong tâm trí họ. Sự hiện diện của quân đội Mỹ sẽ làm dân chúng dễ dàng tin theo những lời tuyên truyền của Cộng sản. Sự can thiệp của bất cứ quân đội ngoại quốc nào vào Việt Nam cũng đem lại sự bất lợi cho Việt Nam và làm cuộc chiến đấu của chúng ta mất đi chính nghĩa. Kính thưa quý vị, trước tình hình đất nước Việt Nam hiện nay, tinh thần dân tộc, sự tự hào dân tộc phải được đứng hàng đầu. Vì Tổ quốc còn, tôn giáo còn, Tổ quốc còn, dân tộc còn, mất Tổ quốc, chúng ta mất tất cả. Và trong công cuộc vận động tranh đấu cho một độc lập, cho một Việt Nam độc lập, thì cho dù quốc tế có quan tâm đến thế nào, để cứu dân tộc Việt Nam khỏi ách cộng sản vô thần và bảo vệ lãnh thổ lãnh hải Việt Nam, thì trách nhiệm quan trọng, cấp bách nhất vẫn là của mỗi người Việt Nam chúng ta, dù ở trong nước hay ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Xin chân thành cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn cô Phượng Vĩ. Và để tiếp tục chương trình, xin mời ông Lê Văn Ngọc có đôi nét trình bày về văn hóa và giáo dục dưới thời cố Tổng thống Ngô Đình Diệm ạ.
Alo. Kính thưa quý vị, trước hết tôi có một vài lời để nói về cái buổi nói thuyết trình của ngày hôm nay. Thật sự đây không phải là một bài để nghiên cứu về giáo dục của thời Việt Nam Cộng Hòa, là bởi vì cái đề tài đó quá lớn và đòi hỏi những người có nhiều học và đồng là cần sưu tầm rất nhiều cái tài liệu. Ở đây tôi chỉ muốn trình bày tất cả những trải nghiệm của một người học sinh của thời đệ nhất Cộng Hòa đã tốt nghiệp trung học và đại học của thời đó. Nhưng vì bài viết đó cũng quá dài, cho nên chúng tôi không thể để mà thuyết trình trong vài phút được. Thì tôi đã in cái bản đó để ở bên ngoài, để quý vị nếu muốn đọc thì xin đọc. Còn đây chúng tôi chỉ xin tóm tắt một vài những ý kiến đã trình bày trong cái bài đó. Thì trước hết, tôi xin nhắc lại một phát biểu của cố Tổng thống Nam Phi là Mandela. Ông có nói như thế này: để tiêu hủy một quốc gia, không cần phải dùng đến bom nguyên tử hay là hỏa tiễn tầm xa, mà chỉ cần hạ thấp nền giáo dục, dung dưỡng tất cả những cái việc gian lận trong khi thi cử của các sinh viên, thì nền giáo dục nó đi xuống và sẽ có kết quả như thế này. Trước hết là tất cả những cái bệnh nhân sẽ bị chết oan dưới bàn tay của bác sĩ do cái nền giáo dục đó đào tạo. Thứ nhì là tất cả những cái người mà để ý đến văn hóa, tôn giáo sẽ trở thành hỏng, không hiểu gì cả, do những cái người được chuyên viên mà được đào tạo bởi cái nền giáo dục đó. Về nền tư pháp thì tất cả những cái tội nhân đều đã bị các thẩm phán xử bậy xử bạ, vì các ông thẩm phán đã được tốt nghiệp trong cái nền giáo dục suy bại đó. Thế thì thưa quý vị, trước đây hơn 50 năm, các cái người mà của Việt Nam Cộng Hòa đầu tiên nhận cái trách nhiệm để làm cái chương trình giáo dục và thi hành cái chương trình giáo dục đó, họ đã biết cái chân lý này rồi. Cho nên họ đã soạn thảo một chương trình giáo dục rất là tốt và thi hành nó rất là nghiêm túc, để khiến cho cái thời gian đó chúng tôi được vơi vào được trong cái phong trào gọi là phong trào thi đua nhau học, mà không ai phải khuyến khích cả, nhưng tất cả đi đến đâu cũng thấy học hết. Và đồng thời thì nó đã nâng cái giáo dục của Việt Nam sau cái thời chiến tranh trước lên hoặc địa vị rất là cao ở trong cái thế giới này. Thế thì cái nền giáo dục đó đã được sắp xếp và có 3 tiêu chí sau đây. Thứ nhất là dân tộc, thứ nhì là nhân bản, và thứ ba là khai phóng. Thế thì dân tộc đưa đầu tiên thì phải nói là thế này: không có một quốc gia nào hay không có một cái nền văn hóa nào mà rời khỏi dân tộc cả. Bởi vì nếu nó rời khỏi dân tộc thì cái nền văn hóa đó không còn là của cái dân tộc đó nữa. Chúng ta đã thấy có rất nhiều những cái tư tưởng ngoại lai đi vào dân tộc và biến dân tộc của chúng ta trở thành ra những cái nơi văn hóa rất là thấp kém. Thế nhưng mà cái dân tộc ở đây đó, thì các cái nhà giáo dục ở cái thời Việt Nam Cộng Hòa đã ý thức rất rõ rệt. Thứ nhất là dân tộc đây là một dân tộc tiến bộ, không phải là một dân tộc quá khích. Bởi vì một dân tộc quá khích là một dân tộc chỉ coi mình là lớn nhất và tất cả mọi người ta đều là thấp kém. Và luôn luôn chính vì tự hào như thế, cái gì Việt Nam cũng nhà nhất, cho nên là mình bỏ qua cái sự tiến bộ của những cái dân tộc ở xung quanh. Thì chỗ này tôi cũng xin nhắc lại một kỷ niệm với lại cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Thì cái năm đó tôi được may mắn đi lãnh phần thưởng ở phần thưởng này là duy nhất mình Tổng thống chủ tọa thôi. Thì
lúc đó Tổng thống vừa mới đi công du ở Úc về, thì trong một cái bài ta gọi là ban huấn từ đó, thì cũng có nói như thế này, bảo là nền văn hóa của chúng ta hãy còn quá yếu kém về khoa học và kỹ thuật, thì tất cả phải chú ý vào công việc đó để mà làm cho văn hóa tốt hơn. Thế thì thưa quý vị, một người tổng thống mà không mị dân, đáng lẽ mị dân thì phải nói rằng là dân tộc ta rất anh hùng, nhưng mà không, một cái người khiêm tốn để nói rằng thì là chúng ta còn kém và chúng ta cần phải phấn đấu. Thế thì dựa vào cái gì để mà phấn đấu? Thì tất nhiên là thế này, mấy người khác thì bảo rằng dân tộc ta anh hùng, nhưng mà ở đây thì chúng ta chỉ nói là thế này, dân tộc của chúng ta may mắn có những cái tố chất tốt để nếu mà gặp được những cái hoàn cảnh và nền giáo dục tốt thì chúng ta sẽ tiến bộ. Và quả thật là trong cái nền giáo dục đó chúng ta đã tiến bộ là rất là nhiều và không thua kém gì những cái nền giáo dục của các cái nước tiến bộ khác trên thế giới. Thế cái điều thứ hai là vì sao lại nhân bản? Thì người ta không hiểu rõ cái nhân bản này và người ta hay đặt những cái tiêu chuẩn nó khác đi. Nhân bản ở đây là một cái nhân bản là lấy con người làm cứu cánh. Chúng ta giáo dục là chúng ta đào tạo ra con người, chứ không phải là bắt con người phải phục vụ cho những cái gì khác. Thì đấy là một nền giáo dục nhân bản. Thì quả thật trong cái thời kỳ đệ nhất Cộng hòa đó là nền giáo dục phục vụ con người và đào tạo ra những con người về phương diện trí thức và đồng thời về đạo đức. Thì những con người đó lại rất dân chủ. Thì tôi nghiệm thấy thế này, thời kỳ đó là thời kỳ chúng ta vừa mới ra khỏi một cái chế độ gọi là về pháp thuộc. Thì cái tinh thần mà còn mang được cái dây dưa của cái thời pháp thuộc đó vẫn hãy còn. Thế nhưng mà tôi lại thấy được cái điểm thế này, là những cái người học sinh của Việt Nam mình là rất tôn kính các thầy, coi như là cái việc tôn kính và kính trọng các thầy đó là một quán tính vậy. Ai đi học thì cũng phải tôn kính các thầy. Còn các thầy thì lại có một cái trách nhiệm, cái tinh thần trách nhiệm lương tâm là phải đào tạo học trò của mình cho trở thành những người rất là tốt, không có mị học trò. Và nhất là các ông rất là công bằng trong cái vấn đề gọi là dạy học. Ở trong cái chương trình đó, ở trong cái chương trình đó là tuyệt đối cấm vấn đề nói dối, điểm thứ hai là lừa đảo, và thứ ba là lợi dụng. Thì cái nền giáo dục đó đặt trên căn bản đó. Và chúng ta thấy rõ ràng thì sau đó và thời gian, cái Việt Nam mình, cái đứng về phương diện gọi là kiến thức đó, thì là chúng ta theo cái tiêu chuẩn quốc tế, bất kỳ một người nào mà tốt nghiệp trong cái chương trình giáo dục đó, họ có thể là ngang hàng với lại những cái sinh viên ở trên ngoại quốc. Mặc dù về vấn đề sinh ngữ, lẽ dĩ nhiên mình nói tiếng Tây thì không thể bằng ông Tây được. Thế nhưng mà những cái kiến thức về tổng quát mình đã mang tính chất quốc tế, không có thua gì ai cả. Cái bằng cớ rất là rõ rệt ở trong cái tất cả những cái người tôi nhìn đây, bằng cỡ của tuổi tôi, có một số những cái bạn là cùng học trong cái chương trình đó, đến khi họ ra ngoại quốc họ học không thua gì những người ngoại quốc ở đây cả. Thì thưa quý vị, nói nhiều thì cũng không đủ để mà nói tới cái vấn đề, cái công ơn của một cái nền giáo dục đó. Thì tất cả là chúng ta phải mang ơn một cái nền giáo dục và mang ơn cái việc để đặt đệm cho cái nền giáo dục đó. Và cái nền giáo dục đó nó có cái hậu quả ngày nay. Thí dụ như là tôi nhìn tất cả quý vị, chúng ta còn ngồi đây và chúng ta còn có một cái đau xót cho cái đất nước là bởi vì chúng ta còn được học cái lịch sử Việt Nam. Đó. Và tôi tin tưởng một điều là nếu sau này mà chúng ta quang phục trở lại quê hương thì chắc chắn cái nền giáo dục đó phải được trở lại để điểm nhận cái vai trò của nó. Xin cảm ơn quý vị.
Dạ, xin cảm ơn chú rất là nhiều ạ. Và để thay đổi không khí của chương trình, xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Việt Nam Minh Châu Trời Đông do Thanh Thúy, Lê Nhân và Hữu Như trình bày ạ. Việt Nam Minh Châu Trời Đông, nếu tất cả xin cùng hát với chúng tôi. Việt Nam.
năm nay trên nói thì năm nay 76 tuổi mà vẫn còn hát rất hay và một người rất có tinh thần để đến với chúng ta hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ xin cảm ơn Thanh Thúy, Lê Nhân và anh Hữu Nhu. Thì chúng tôi cũng xin ghi nhận hôm nay có sự hiện diện của tu sĩ Tuệ Ý. Ông là đệ tử của Thượng Tọa Thích Thông Lai đến hỗ trợ lễ tưởng niệm. Dạ, như vì hội trường đã chật kín người nên ông phải đứng ở ngoài. Dạ xin ghi nhận sự hiện diện của ông. Thưa quý vị, Việt Nam Minh Châu trời đông, Việt Nam nước thiên tiên rồng. Một nước Việt Nam hùng mạnh và phú cường là thành quả của chế độ Việt Nam Cộng Hòa chỉ vỏn vẹn trong vòng 9 năm. Công lao đi đầu phải kể đến người lãnh đạo tài ba Tổng thống Ngô Đình Diệm. Từ một miền Nam đầy ắp tham nhũng, bài bạc, thuốc viện, ma túy và những tay anh chị khét tiếng, ông có được thêm một sứ mạng nặng nề hơn nữa, đó là chống lại bóng đen của khối Cộng sản Bắc Việt. Lúc đó đã có trên 20 năm kinh nghiệm tổ chức. Với sự hậu thuẫn và tiền bạc, vũ khí dồi dào từ khối Cộng sản Đông Âu, Liên Xô và đặc biệt là Trung Cộng, Cộng sản sẵn sàng sử dụng tất cả những thủ đoạn chính trị tàn bạo nhất để có thể tiêu diệt chế độ dân chủ non trẻ của miền Nam Việt Nam. Trong khi đó, Tổng thống Ngô Đình Diệm về nước hoàn toàn không có binh quyền hay chính quyền. Ông đã một mình lèo lái đất nước, đó là một sứ mệnh. Và chỉ có một người ái quốc mãnh liệt mới dám nhận số phận bấp bênh đó cho chính mình mà thôi. Để biết thêm về những thành quả mà chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã mang lại cho đất nước và những thành tựu chống cộng trong thời kỳ 1955-1963, xin mời hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa cô Erica Phạm lên trình bày. Erica xin chào quý vị. Sau đây là tóm tắt những thành tích thời đệ nhất Cộng Hòa. Về nước chấp chính giữa tình hình cực kỳ rối ren, chính phủ Ngô Đình Diệm đã thành công trong cuộc tái lập an ninh trật tự và sau đó duy trì kỷ cương phép nước suốt gần 9 năm. Cộng nguyện với những thành tích nổi bật về hầu hết mọi lĩnh vực, sau đây chúng tôi xin điểm qua những thành tích nói trên một cách tổng quát và ngắn gọn. Về chính sách cải cách điền địa, chính sách này có mục đích hữu sản hóa người nông dân nghèo và giúp họ có một mảnh đất tác như một phương tiện mưu sinh. Tổng thống Ngô Đình Diệm quyết tâm tránh dùng biện pháp cướp và tra tấn dã man như phong trào cải cách ruộng đất ở miền Bắc. Tổng cộng, chính sách cải cách điền địa đã thu lại được số ruộng đất 250.000 hectares từ các điện chủ quốc tịch Pháp và hơn 430.000 hectares từ chuột hữu ruộng đất, địa chủ, để có điều kiện thuận tiện trong việc hữu sản hóa người nông dân. Về quốc sách áp chiến lược, chính phủ đề ra quốc sách này lấy mô hình từ kinh nghiệm thành công trong việc chống cộng sản của Mỹ ở Philippines và của Anh ở Malaysia. Mục đích là hạn chế việc tra trộn và dân thành phần vũ kích cộng sản, khiến chúng không thể gây rối hay khủng bố. Chính sách này đã mang lại nhiều kết quả khả quan, thậm chí vô hiệu quả việc đánh phá miền Nam của Cộng sản Hà Nội dưới các hình thức như khủng bố, tấn công, tuyên truyền và bắt cóc. Đến năm 1963, chính phủ đã xây dựng được hơn 7.000 áp chiến lược. Về chính sách kinh tế, một ngân hàng đầu tiên của Việt Nam đã được thành lập, thay thế cho Ngân hàng Đông Dương của Pháp ngày 1 tháng 1 năm 1955. Cũng trong năm đó, chính phủ Ngô Đình Diệm ban hành sát luật số 15, quyết định tách tiền Việt ra khỏi các thỏa ước tiền tệ với Pháp mà chuyển qua Mỹ Kim. Sát luật này cùng quy định tất cả hoạt động tiền tệ đều nằm dưới quyền kiểm soát của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Lần đầu tiên Việt Nam có một khu công nghiệp gọi là khu kỹ nghệ Biên Hòa, được Tổng thống Diệm chỉ thị Bộ Kinh tế xây dựng trên diện tích gần 400 hectares. Ngoài ra, chính phủ còn cho thành lập khu Trù Mật và khu Vĩnh Điền nhằm mục đích phát triển kinh tế cho một cộng đồng sống tập trung trong đó. Về chính sách giáo dục, điểm son của giáo dục thời nay là tôn trọng nguyên tắc hay triết lý giáo dục nhân bản, dân tộc,
và khai phóng. Mục đích của giáo dục là nhằm phát triển toàn diện mỗi cá nhân, không định hướng vào một khuôn khổ nào, hầu hết cho một học sinh phát triển nhân cách một cách tự nhiên, nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, cũng như huấn luyện tinh thần dân chủ và khoa học. Chính phủ mở trường công lập miễn phí toàn cho cả ba cấp, tiểu, trung và đại học. Ai tốt nghiệp trung học mà muốn học lên đại học cũng chẳng bị xét lý lý lịch như ở Việt Nam ngày nay, thậm chí được đi du học ngoài nước ngoài, dù người đó có cha mẹ tập kết ra miền Bắc Cộng sản. Các đại học có quyền tự trị, khoa học và hiệu trưởng được ban giáo sư trong trường bầu lên, và chương trình học cùng thi cử tùy thuộc vào bản gian luận. Điều này rất tiến bộ, không khác gì những nông dân chủ và văn minh. Ngoài hệ thống trường đại học, còn có nhiều trường kỹ thuật dạy nghề hay cao đẳng như nông làm sức, cân si y tế v.v. Chính phủ có chương trình cấp học bổng cho học sinh và sinh viên học giỏi hay nghèo khó. Về quốc phòng và quân sự, chính phủ cho lập lực lượng dân vệ và địa phương quân để bảo vệ người dân ngay chính nơi họ cư ngụ. Quân đội được chính quy hóa và được trang bị vũ khí khá đầy đủ. Có hai trường đào tạo quân sĩ ở Thủ Đức và Đà Lạt. Với mỗi vịnh chiến thuật có một trung tâm huấn luyện tân binh. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa có đầy đủ mỗi binh chủng và được xem như mạnh nhất ở Đông Nam Á thời đó. Về hệ thống giao thông, lần đầu tiên năm 1959, đường xe lửa xuyên Việt khởi hành từ Sài Gòn ra Đồng Hà và ngược lại sau 12 năm không được sửa chữa. Xa lộ Biên Hòa – Sài Gòn được Tổng thống Diệm khánh thành năm 1961, nối liền Sài Gòn với miền Đông Nam Bộ. Đầu tháng 9 năm 1962, Tổng thống Diệm khánh thành đường băng hàng dài nhất Đông Nam Á ở phi trường Tân Sơn Nhất. Đường băng dài 3.000 mét này ra đời để đáp ứng với nhu cầu hàng không quốc nội và những quốc ngoại đang càng ngày càng gia tăng. Kết luận, dù gặp phải rất nhiều khó khăn lúc đầu, cố Tổng thống Ngô Đình Diệm đã biến miền Nam thành một quốc gia độc lập. Cố Tổng thống Ngô Đình Diệm có hoài bão xây dựng một chế độ bao gồm các giá trị tốt đẹp, không những của Tây Phương mà còn của Đông Phương. Ông là một nhà trị quốc hiện đại với những vĩnh kiến riêng và mỏi mê về quốc gia. Khác xa với quan điểm của Hoa Kỳ, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã trở thành một nhà yêu nước nhiệt thành, chiến đấu cho quyền lợi của dân tộc, vận động mọi người theo quốc gia, chống cộng sản, đấu tranh cho một đất nước Việt Nam, của người Việt Nam. Tổng thống Ngô Đình Diệm là một chỉ nổi bật và không thiếu khi đề cập đến lịch sử Việt Nam trong thế kỷ 20. Vẫn chưa được trả lại tên thật trên mộ phần. Sự thật lịch sử về Tổng thống Diệm, cho dù còn nhiều tranh cãi, cần phải được trả lại đúng nguyên vẹn. Người sáng lập Việt Nam Cộng Hòa, cổ Tổng thống Ngô Đình Diệm. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn Erica. Và để tiếp tục chương trình cũng như thay đổi không khí, xin quý vị hãy chào đón nhóm Big Old Little Star cho bài múa Múa Tình Ca Trên Lúa ạ. Một chiều yêu em, chiều
ngàn đời không quên, ngàn đời không quên vững chắc thân trên trời, ngàn sao cầu vời vời mình nhìn nhau, nhìn được tình của mình phơi phới trong mắt em tuyệt vời. Tôi còn nào hát cánh mùa, ta yêu nhau khi ngọn lúa vàng, ngọn gió đều quạt mát như dương. Trên đồng lúa vàng, trên đồng lúa vàng, ngọt ngào hương thơm, ngọt ngào hương thơm, thơm mùi lúa vàng, thơm mùi lúa vàng, là mùi quê, là mùi quê, là mùi yêu đương, mùi thơm thơm dạt dào, mùi thơm thơm ngọt ngào. Người tình ơi, tình của mình còn mùi thơm đó trên tóc em bồng bềnh. Lòng thẹn thùng trên má đôi má em hồng hồng, trên đồng lúa vàng, trên đồng lúa vàng, ngạt ngào hương thơm, ngạt ngào hương thơm, thơm mùi lúa vàng, thơm mùi lúa vàng, là mùi quê, là mùi quê hương, là mùi yêu đương, mùi thơm thơm gian dào, mùi thơm thơm ngọt ngào. Người tình ơi, tình của mình còn mùi thơm đó trên tóc em bồng bềnh. Người tình ơi, tình của mình còn mùi thơm đó trên tóc em bồng bềnh. Người tình ơi, tình của mình còn mùi thơm đó trên tóc em bồng bềnh. Xin cảm ơn nhóm The Earth Little Star, những mầm non, những hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa. Dạ, tiếp đến. Tiếp theo chương trình là phần dân hương. Xin mời quý vị hãy ổn định chỗ ngồi và bật điện thoại qua chế độ rung để phần dân hương được thêm phần trân trọng. Ngô Tổng thống, dân yêu người thấm thiết, cùng đồng tâm nhất trí bước theo người. Đường tự do rực rỡ sắc hoa tươi, cờ độc lập ngang trời bay phất phới. Hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa xin cúi đầu ghi ơn Tổng thống Ngô Đình Diệm. Xin Ngài hãy tiếp nhận nén hương lòng từ những người con xa xứ. Xin quý vị hãy ổn định chỗ ngồi để chúng ta tiến hành phần thắp hương ạ. Đầu tiên xin kính mời ông Phó Huy Nguyễn, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do New South Wales, ông Nguyễn Toàn, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn và Giám sát, và ông Võ Minh Cương, Chủ tịch Hội Cựu Quân Nhân, tiến về phía trước để thắp những nén hương đầu tiên ạ.
Dạ xin kính mời quý vị về chỗ ạ. Kế đến là mời các vị bô lão đến thắp nén hương cho Tổng thống Diệm ạ. Xin mời cô Phượng Vĩ và anh Lê Công, chủ tịch cộng đồng của Victoria và ACD chuẩn bị tiến lên để chúng ta thắp nén hương ạ. Mời cô Phượng Vĩ và anh Lê Công. Mời đại diện các tôn giáo lên thắp nén hương ạ. Mời đại diện các hội đoàn đoàn thể cùng tiến lên để dâng nén hương. Xin mời quý đại diện hội đoàn và đoàn thể cùng tiến lên phía trước ạ. Dạ xin nhắc với quý vị là sau phần dâng hương thì chương trình của chúng ta vẫn còn tiếp tục, nên sau khi dâng hương mời quý vị trở về vị trí cũ để chúng ta tiếp tục chương trình. Dạ xin nhắc lại là sau phần dâng hương thì chương trình vẫn còn tiếp tục. Xin mời quý vị trở về chỗ cũ để chúng ta tiếp tục chương trình ạ. Dân hương xin mời quý vị trở về chỗ ngồi vì chương trình của chúng ta vẫn còn tiếp tục ạ. Thank you.
Dạ, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Trong khi buổi lễ đang được tiếp tục thắp nhang thì thắp hương đến cố tổng thống Ngô Đình Diệm, thì quân xin dành vài phút để tâm sự với các anh chị các bạn, để cho các người coi đỡ phải nhàm chán, tại vì rất là nhiều người đang sắp hàng từ ở trong hội trường cũng như từ ở ngoài rất là đông. Nhưng mà các anh chị các bạn biết là đáng lẽ quân phải cần thêm một cái camera nữa, cái wireless camera, để quân lấy những cái hình ảnh bên ngoài vô cho các anh chị các bạn. Không biết các anh chị các bạn có nghe mình được không? Cho mình một cái hồi đáp đi, tại vì mình một lúc mình không thể nào mình quản lý được hết. Thì các anh chị các bạn biết rằng là như quân có nói lúc đầu mới vào đó, thì những người trẻ lớn lên thật sự cũng không phải là trẻ gì. Chẳng hạn như quân đã là 43 tuổi rồi, sinh sau năm 1975. Chúng con, chúng em hoặc là các anh, đối với những bạn trẻ thì không thể nào mình biết được. Và cảm ơn Trúc Phạm là nghe rõ. Thì các anh chị các bạn biết là mình không biết được là cái nhà nước Việt Nam Cộng Hòa, cái nhà nước ngụy quân ngụy quyền, nói theo cái từ của Đảng Cộng sản. Và cảm ơn bé Phan. Chị bé Phan, thì các anh chị biết rằng là cứ nói đó là một cái chế độ được Mỹ ngụy dựng lên, phải không ạ? Chúng ta ai cũng vậy cả, chúng ta cũng vì cũng được dạy là chế độ Mỹ ngụy dựng lên và hút máu người dân, bóc lột nhân dân. Và đó là lý do mà các anh chị các bạn biết là các người ở miền Bắc, các bạn trẻ ở miền Bắc thời đó đó, thì người ta đã rất là mạnh dạn và người ta đã nghe theo lời tiếng gọi của Đảng và Bác để lên đường giải phóng miền Nam. Các anh chị các bạn biết là chúng ta là một nạn nhân cả từ người miền Bắc và cả người miền Nam cũng là nạn nhân, phải không các anh chị các bạn? Thì khi đó cái đó là mình nói về cái thời trước, và thời chúng ta lớn lên cũng vậy, là cũng được học như thế và biết bao những cái chuyện thiêu dệt, chẳng hạn như là những cái chuyện thiêu dệt về ông Diệm mà có lèo tèo với vợ của đứa em là tên Nhu, Ngô Đình Nhu, hoặc là những cái chuyện mà bây giờ nó vẫn để trên internet, nó rất là thô bỉ, nhưng mà nó vẫn cứ nói đi nói lại hoài. Và xin chào tất cả các bạn, và xin chào Lý Thường Kiệt. Dạ, nghe cái tên cái mình hơi nhớ về cội nguồn chúng ta, phải không các chị các bạn? Cái người mà một cái người mệnh danh là cháu, đây có một cái vị sư, để mình quay cái camera lại cho các anh chị các bạn xem. Đấy, thì ngay hiện nay các anh chị các bạn thấy rằng cộng sản vẫn ra sức tuyên truyền rằng là gia đình chị Ngô Đình Diệm đã đàn áp Phật giáo. Nhưng các anh chị các bạn thấy là cũng có những vị sư ở đây, có vài vị sư ở đây cũng rất là nhiều đã đến tham dự cái buổi lễ này. Thì thật sự là với một cái thời buổi gọi là công nghệ thông tin và nó không thể nào bơm biết được, thì may mắn cho chúng ta là thế hệ trẻ sẽ hiểu ra được cái lịch sử là thế nào và tại sao cái nhà nước đó đã bị sụp đổ và ông Diệm và ông Nhu đã bị giết chết. Thì các anh chị các bạn nãy giờ đã nghe chắc đã biết hết tất cả rồi. Thì mình mong rằng là những người còn sống trong thời buổi công nghệ thông tin hãy dùng tất cả những cái gì mà chúng ta dùng được bằng những cái công nghệ chúng ta có để truyền đạt lại và trả lại cái sự thật lịch sử cho những người quá cố. Một người đã hy sinh cả cuộc đời mình và đã học hành rất là giỏi, đã nghiên cứu rất là kỹ để ra sức để xây dựng một cái hệ thống Việt Nam Cộng Hòa, gọi là Republic of Việt Nam, nó giống như là Mỹ hoặc là Na Ná với Úc hoặc là những nước mà mình nói từ lúc đầu đó. Thì chúng ta trả lại cái lịch sử đó cho những người quá cố. Không phải chúng ta muốn làm cái livestream này là cố ý là như các bạn yêu Đảng Việt Bạch nói là ăn mày quá khứ, hoặc là cứ nhắc lại quá khứ làm gì, hoặc là có những cái người mà có vẻ như là cao cấp hơn chút xíu thì nói rằng là em nên tập trung về hiện tại, đừng nói về quá khứ. Nhưng mà cái sự thật phải được tôn trọng và quá khứ phải được sáng tỏ, thì khi đó chúng ta mới có một cái quyết định đúng đắn cho tương lai được. Còn nếu không thì thật sự chúng ta sẽ không đi đúng hướng và chúng ta có thể là chúng ta bị trật hướng đi. Thì đó là những cái điều mà quân cố gắng làm cái livestream này để gửi đến các anh chị các bạn. Thì hiện nay cái hàng đang thắp nhang nó vẫn dài ra tới ngoài cổng, để quân quay camera lại cho các anh chị các bạn xem. Thì đấy, nó vẫn còn dài ra tới ngoài luôn.
Thì chắc trong thời gian này Quân cũng ngồi để Quân hầu chuyện với các anh chị các bạn. Dạ, chú Nguyễn Tomahawk nói rằng là năm cụ Diệm bị ám sát, tôi mới 13 tuổi. Tuy vậy tôi cũng đủ hiểu và quý trọng cụ, tiếc nuối công của cụ cho đất nước. Dạ, nhưng mà khốn thay hả chú ạ? Khốn thay thì có rất là nhiều người đã không lấy cái sự suy tư duy của mình để mình quay kem lại. Có một số các em, các xin thấy không, các em rất là nhỏ cũng đang lên thắp nhang cho cố tổng thống Diệp. Thì như mình trở lại đó thì có rất nhiều người, mình nói là có nhiều người lắm, nhiều người đã không chịu dùng cái tư duy của mình mà lại áp nghe theo lời của cộng sản tuyên truyền, và thế là phải kết tội cụ Diệm một số điều nó không có thật sự là hay lắm. Và như mình nói đó, thế hệ của chúng ta, thế hệ của chúng cháu, chúng con và các anh đây sẽ ra sức, cố gắng hết sức của mình để làm sao trả lại cái sự lịch sử. Và mình xin trích một câu mình hay nói rằng là của nhạc sĩ Đỗ Trung Quân, câu nói rằng là quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nó thành người. Thì Quân xin sửa được một từ là quê hương nếu ai không hiểu thì sẽ không lớn nổi thành người. Quân nghĩ là vậy, nên là chúng ta phải ôn cố truy tân, cái đó là cái bắt buộc, mọi người chúng ta cũng phải làm những chuyện đó. Rồi Ngọc thầy Thích Thông Lai còn đứng ra ca ngợi ông Diệp và cảm ơn cô Ngọc Tạ. Dạ, thật sự là mình nghĩ là thầy Thích Thông Lai cũng là làm chứng cho sự thật thôi. Và như trong thuyết của đạo Thiên Chúa Giáo thì các anh chị các bạn cũng biết rằng là Chúa dạy chúng ta làm gì, là cái sự thật sẽ giải thoát chúng ta. Ngày nào chúng ta biết tôn trọng sự thật, biết bảo vệ sự thật thì chính cái sự thật đó sẽ giải thoát chúng ta. Còn ngày nào chúng ta còn sợ sệt với cái sự dối trá, chúng ta còn làm ngơ với cái sự dối trá, thì ngày đó cái sự dối trá nó sẽ là cai trị chúng ta. Dạ. Dạ. Thì để Quân đọc cái comment. Công giáo đàn áp Phật giáo nhưng tôi ở tôi không tha thứ. Bạn này có biết, chắc là bạn này là người ở Việt Nam này, cái chữ không biết còn cái chữ siêu vô đó, cái chữ ô đó. Công giáo tại sao không tôn trọng các vị vong thân bên Phật giáo hả? Đại khái là bạn biết rất nhiều, nhưng mà đại khái cũng biết rằng là ngày xưa thì cũng giống như ngày nay, cộng sản rất là gian manh, rất là xảo quyệt, nó đã dùng tôn giáo đánh tôn giáo. Thì ngày hôm nay nhờ những phương tiện truyền thông thì cái đó nó không còn hữu hiệu được và nó không có tác dụng, mà đâm ra nó bị tác dụng ngược. Dạ, xin chào anh. Thì các anh chị các bạn biết rằng là như vừa qua ở Sydney thì đã có một cái cuộc sự cố xảy ra. Thì các anh chị các bạn biết rằng là sự cố thế nào? Thì có một số người tu hành ở đây, mình không tiện nói tên tại vì mình không muốn dính dáng vào những cái cuộc mà lên tiếng hoặc là kéo qua kéo lại mà mất thời gian. Thì các vị đó cũng nắm vào cái điểm mà hồi trước. Dạ, xin chào cô, chào chú. Thì hồi xưa người ta cũng dùng cái cách đó là lấy cái cớ là Phật và tôn giáo cụ Diệm là người của Thiên Chúa Giáo đã đàn áp Phật giáo và kích động lòng dân và những người gọi là Phật tử và những người tu. Mình có thể gọi là họ cũng là nạn nhân, họ cũng có thể là những người tu chân chính, nhưng mà họ bị cái sự gọi là brainwash, thảy não, và cuối cùng người ta làm những cái chuyện không hay và đến nỗi cụ Diệm phải ra đi. Và ngày hôm nay thì Duy Quân nói đó, cũng là vì cái sự đó, chúng ta gọi là cái nghiệp báo đó, và đất nước chúng ta đã người dân của chúng ta, một số người đã không tư duy đúng đắn, sinh ra cái nghiệp, và bây giờ những người khác cũng gọi là cộng nghiệp, phải không các anh chị các bạn? Chúng ta đều là cộng nghiệp với nhau cả. Thì bây giờ chúng ta phải cần cộng chung lại với nhau để mình làm lại, mình làm chứng cho sự thật, và mình lấy sự thật đó để thay đổi lại đất nước Việt Nam. Mình chỉ xin nói sơ sơ, tại vì mình không muốn nói đích danh chùa gì, thầy gì, hoặc là những cái chuyện đó thì nó gây ra cái chuyện cãi vã không hay. Cái mục tiêu chúng ta là đặt sẵn rồi, là mình xây lại cái Việt Nam dân chủ thật sự,
một Việt Nam mà có nhân quyền và khai phóng như là cái chương trình mà Ba Sạc Quân hay làm. Thì một cái nữa là các anh chị các bạn biết là mục tiêu chúng ta là gì nữa, là xây dựng một cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa. Thì Việt Nam Cộng Hòa thế nào là gọi là Việt Nam Republic, giống cái kiểu của Mỹ vậy đó, hoặc là của Úc, mình đang sống ở đây, mình đang ngồi đây, hoặc là những cái nước khác gì nó có tương tự là có nghị viện. Rồi, thank you. Yeah. Thì chúng ta dùng cái thể chế đó và người dân làm chủ thật sự, cái lá phiếu của người dân làm chủ thật sự. Nhưng mà một điều mình nên nhấn mạnh lại nữa, truyền thông vẫn rất là quan trọng các anh chị các bạn. Tại vì khi đó cái truyền thông sẽ thay đổi cái tư duy con người. Giống như là cụ Phan Chu Trinh có nói rằng là phải khai dân trí, chứng dân khí, hậu dân sinh. Nếu mà dân trí mà không được phát triển lên, cái dân trí ở đây không phải là cái bằng cấp về chuyên môn các anh chị, nhưng mà cái tư duy, như mình nói đó, cái sự hiểu biết, cái tư duy, nếu mình không khai được, và nó cũng sẽ bị một cái thế lực nào đó, nếu mà cho dù không phải là cộng sản thì cũng là một cái tập đoàn độc tài nào đó, nó sẽ dụ dỗ và người dân lại dùng cái lá phiếu đó lại đi theo nó, thì lại chết cho cái đất nước Việt Nam một lần nữa. Dạ, nên là chúng ta cần dùng cái hệ thống truyền thông. Và không phải là truyền thông có nghĩa là mình lên livestream mình nói như thế này, nhưng mà các anh chị đang ngồi uống cà phê với nhau, một cái buổi là nâng ly, chúc mừng nhau, dồn dập với nhau, chúng ta cũng nên chia sẻ những cái sự thật và chia sẻ những cái ý kiến trái chiều, và chúng ta tập chấp nhận những cái ý kiến trái chiều, và sau đó thì chúng ta sẽ có được một cái thể chế và người dân làm chủ. Mà nếu mà người dân làm chủ như cô nói đó, mà không có tư duy, không có cái sự phân biệt đúng sai đó, thì lại đó dẫn mình đi cái chỗ lại xuống đau khổ nữa. Nên là chúng ta hãy cùng nhau giúp đỡ nhau. Các bạn hãy giúp đỡ Quân, cho Quân những cái thông tin và cái thông tin, hoặc là giúp đỡ Quân những cái gì Quân nói sai, để cho Quân học hỏi, và từ đó chúng ta mới xây dựng một cái người là gọi là công dân thật sự và có khả năng hiểu biết và chọn lựa. Thì đó là những điều mà Quân muốn chia sẻ với các anh chị các bạn hôm nay. Để Quân coi cái hàng cũng gần sắp xong rồi, để Quân chuyển lại. Dạ. Rồi bây giờ Quân xin gửi lại cái microphone cho ông chủ tịch gửi lời đến cho các anh chị các bạn nhé. Sau khi dâng hương, xin mời quý vị hãy ổn định chỗ ngồi để ông chủ tịch cộng đồng người Việt tự do New South Wales có đôi lời gửi đến quý vị ạ. Dạ, các anh chị các bạn biết rằng là trong nhiệm kỳ này thì những người lãnh đạo của cộng đồng ở New South Wales rất là trẻ, chẳng hạn như cô Khai Hoàng cũng rất là trẻ, một luật sư trẻ, hoặc là những bạn khác, hoặc là ba kêu bằng thế nào là 3X hả? À không phải, U30, còn X thì các cái thế hệ là 7X, 6X, 9X không ạ? Để ông chủ tịch Hoài Nguyễn có lời, vài lời gọi đến quý vị ạ. Rồi bên cạnh đây mình thấy có một số cha đang đến tham dự với chúng ta, đó là cha Vương Văn Chi, cái người mà đứng bên góc phải của màn hình, các anh chị các bạn thấy không? Mình quay camera lại chút xíu. Xin lỗi các anh chị, tại vì những người lớn người ta cũng có cái nhu cầu selfie các anh chị, nên là hai người đang đứng selfie làm cản trở mất cái camera. Không sao, mình đợi chút xíu người ta selfie xong người ta sẽ xuống. Có người mình có nhiều cái nhu cầu lắm các anh chị, nhu cầu và thể hiện bản thân, selfie cũng là một cái nhu cầu sống đó. Trên màn ảnh của các anh chị bạn thấy là cha Chi và hòa thượng gì nhỉ, mình không biết tên. Các anh chị các bạn biết cái tên của hòa thượng này không, cho mình một cái comment. Dạ, cái anh đang đứng selfie trước camera nữa là cũng là một nhân hương. Kính mời quý vị hãy về chỗ ngồi. Anh là như là chương trình chúng ta sẽ vẫn còn tiếp tục ạ. Đấy, các chị thấy rồi, để mình quay camera qua bên kia cho chị thấy. Dạ, xin mời quý vị hãy ở phía trước, ở trên có 4 hàng để dân hương ạ. Rồi, các anh chị các bạn thấy được rõ mặt chưa ạ? Thấy không ạ?
tại hôm nay nó quá đông nên là mình không thể nào ngồi ở giữa cái hội trường để mình làm live stream cho các anh chị các bạn coi được rõ cả. Mình phải ké bên một góc thôi, bên chỗ âm thanh, đây là cái hình ảnh đưa đến cho các anh chị các bạn không được rõ và cũng không được đúng cái góc cạnh lắm. Nhưng mình hy vọng trong tương lai. Xin mời quý vị hãy quay về chỗ ngồi. Camera cắt. Dạ. Xin mời quý vị hãy quay về chỗ ngồi sau phần dân hương. Dạ cảm ơn anh Hoài, nói là thích nghe em buôn trường này lắm. Dạ cảm ơn anh. Xin anh tiếp tục hỗ trợ em và có thể chia sẻ cho mọi người điều biết ạ. Dạ. Dạ em sẽ gửi lời đến cha chị bé Phan. Dạ. Hãy cùng trở về chỗ ngồi để cho ông Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do New South Wales Paul Huy Nguyễn có đôi lời phát biểu. Xin quý vị ở hai bên hậu trường xin hãy trở về chỗ ngồi, chương trình chúng ta vẫn còn tiếp tục. Dạ mình nghĩ rằng là chắc có thể buổi lễ hơi dài nên một số người đã trở ra ở đằng sau để dùng tạm một cái bữa ăn gì đó. Dạ. Xin mời quý vị còn ở hai bên hậu trường trở về chỗ ngồi và ổn định chỗ ngồi ạ. Xin mời quý vị hãy ổn định chỗ ngồi vì chương trình của chúng ta vẫn còn tiếp tục. Dạ anh Đông Nguyễn nói rằng là tự do, và dân chủ, nhân quyền đang đến gần, dân tộc Việt Nam tôi không? Dạ em nghĩ rằng là cái đó có thế hay không là do chúng ta có cố gắng hay không ạ. Dạ. Dạ. Kính thưa quý đồng hương, quý đồng hương đã đến đây thật trọn vẹn và đã thắp một nén hương cho cố tổng thống. Cái nén hương đó là để chúng ta khắc vào trong tim tinh thần yêu nước và chống cộng của Ngô Đình Diệm. Mà trong lúc này và hơn bao giờ hết, cái tinh thần đó phải khắc mãi trong tim của chúng ta và cho 92 triệu dân Việt Nam, để một ngày nào đó cái giấc mơ 55 đến 63 sẽ trở về hiện thực trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Xin thành thật cảm ơn quý vị. Với cái tinh thần đó, những cái thông điệp mà chúng ta gửi gắm để cho đồng hương của chúng ta tại hải ngoại cũng như triệu triệu người Việt Nam trong nước đang thao thức và khát khao mong đợi quyền làm người, quyền tự do, dân chủ của một dân tộc, quyền tự quyết. Bây giờ lãnh thổ không còn, lãnh hải không còn, quyền tự quyết không còn, nhân quyền không còn và chữ quốc ngữ cũng không còn, thì tinh thần Ngô Đình Diệm năm nay phải được phát huy và sẽ tiếp tục phát huy mãi mãi. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn tấm lòng của quý vị, tấm lòng yêu nước của quý vị, lấy tổ quốc lên làm đầu và tấm lòng nghĩ về đất nước Việt Nam. Cho nên quý vị mới bước đến đây, bước đến ngôi nhà chung của chúng ta để cùng nhau tưởng niệm một vĩ nhân của lịch sử cận đại, một người sáng lập ra Việt Nam Cộng Hòa. Mà chúng tôi thiết nghĩ lúc nào trong trái tim của chúng tôi, hình ảnh của cố tổng thống luôn là một người ái quốc và là một chiến sĩ để cho hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa luôn luôn và ghi nhớ mãi trong lòng. Kính thưa quý vị, tôi hy vọng rằng những hình ảnh của chúng ta ở đây sẽ gửi mạnh về trên đất nước Việt Nam yêu thương của chúng ta đang quằn quại dưới ngông cuồng của Cộng sản. Và những cái hình ảnh, những hình ảnh này cũng như là ở Lái Thiêu ngày hôm qua có một cái cuộc lễ tưởng niệm của Tổng thống Ngô Đình Diệm, và đây là một cái hình ảnh để đánh động lòng yêu nước của chúng ta để một ngày nào đó Cộng sản Việt Nam sẽ được hoàn toàn lật đổ. Xin được cảm ơn quý vị.
Cảm ơn ông Chủ tịch Phô Huy Nguyễn. Đúng vậy, người dân trong nước đã bất chấp sự ngăn cản và đe dọa của Cộng sản Việt Nam để đến thắp cho Tổng thống Ngô Đình Diệm một nén hương. Là người Việt hải ngoại, đứng dưới bầu trời tự do, mang trên mình lá cờ vàng, vinh danh Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta phải khơi dậy tinh thần Ngô Đình Diệm vì một nước Việt Nam dân chủ phú cường, vì chính nghĩa dẹp tan Cộng sản, vì chủ quyền biển đảo của cha ông để lại, vì tự do dân chủ và dân quyền cho người Việt Nam, vì chính thể Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta tuyên dương tinh thần Ngô Đình Diệm. Cảm ơn ông, cảm ơn Tổng thống Ngô Đình Diệm. Và để tiếp nối chương trình, đầu tiên xin cảm ơn phần đệm đàn rất là hay của nhóm nhạc dân tộc Hoài Hương và kế đến là bài hát Hội nghị Diên Hồng của nhạc sĩ Lương Hữu Phước qua hai giọng ca hùng hồn của Thanh Thúy và Lê Nhân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin cảm ơn anh chị Thanh Thúy, Lê Nhân và nhóm hát ạ. Dạ, sau đây là tiết mục văn nghệ kế tiếp. Dạ, do nhóm nhạc dân tộc Hoài Hương trình bày. Và để trước khi tiếp tục chương trình, cho Khái xin gửi lời cảm ơn tới những quý vị đã tài trợ cho phần ăn của hôm nay. Đó là Giò chả Kim Ninh đã tài trợ 20 cây chả lụa và cô Yến Floris đã tài trợ 3 chậu hoa và đẹp ở trên bàn thờ ạ. Và đây cũng là tiết mục cuối cùng và cũng không kém phần rất là đặc sắc của nhóm nhạc Hoài Hương, với đặc biệt là chương trình có đàn trưng. Xin mời cô Ánh Linh ạ. Cô Ánh Linh, xin mời cô Ánh Linh ạ. Kính thưa quý vị, trước khi chúng ta ra ngoài để chúng ta cùng hưởng lộc, thì chúng tôi xin mời quý vị cùng hướng về thời điểm vàng son của đất nước chúng ta, thời mà Sài Gòn được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông, thời mà ở Sài Gòn ngựa xe lớp lớp và tất cả mọi người đều được hưởng những cái giây phút, những năm tháng tự do hạnh phúc, và mọi lòng dân đều hướng về một nước để bảo vệ non sông, bảo vệ nền tự do độc lập cho chúng ta. Kính thưa quý vị, nhóm Hoài Hương chúng tôi sẽ đến với quý vị trong một khúc Sài Gòn đẹp lắm và ghé bến Sài Gòn, được đàn trên đàn tơ rưng. Bài Sài Gòn đẹp lắm được đàn trên đàn tơ rưng và bộ gõ dân tộc. Dạ, cũng xin thưa với quý đồng hương là phần phía sau của chúng tôi có phục vụ thức ăn, thì đây là chương trình cuối cùng. Nếu mà quý vị có cảm thấy đói thì xin mời quý vị ra dùng bữa và cùng xem chương trình văn nghệ. Dạ, đây là chương trình văn nghệ cuối cùng rồi. Cảm ơn quý vị ạ. Thank you.
Hello. Dạ, kính thưa ông Chủ tịch Phô Huy Nguyễn, cũng như quý vị quan khách và tất cả các ông bà, cô, chú, bác, anh chị. Chúng tôi đây rất là vinh dự được đại diện nhóm Việt Oz Little Stars, như quý vị đã được nghe cô Kay giới thiệu, là một nhóm nhỏ, một thế hệ mầm non của Việt Nam Cộng Hòa, với tinh thần chống cộng, tiếp nối Tổng thống Ngô Đình Diệm. Chúng tôi thật vinh dự được đến đây tham dự cái buổi lễ ngày hôm nay, vì các em và phụ huynh mới bắt đầu thành lập nhóm từ tháng 6. Chúng tôi thành thật cảm ơn Ban chấp hành cộng đồng đã bảo trợ cho các em rất nhiều, từ phương tiện tập luyện tại hội trường đây, cũng như những sự support trong chương trình, để cho các em được tiếp tục phát triển xa nhiều hơn nữa. Kính thưa quý ông bà, cô, chú, bác, anh chị, bên cạnh chúng tôi đây có cô Hoàng là thủ quỹ của nhóm Việt Oz Little Stars, và trên tay cô đang có cuốn sổ vàng. Chúng tôi kính mong quý ông bà, cô, bác, anh chị, nếu thương yêu các em, các cháu và muốn cho cái group này là mầm non của Việt Nam Cộng Hòa phát triển xa hơn nữa, xin hãy đến gặp chúng tôi với những tấm lòng kind donation, just small amount to help our group grow stronger, more advanced in the future. Thank you so much for the VCA and all of you today to support us. Thank you so much. Dạ, con gặp cha Hùng, con chào cha Hùng. Testing. Và để tiếp tục chương trình, Văn Nghệ, Thanh Thúy và Lê Nhân xin được trình bày nhạc phẩm Anh Vẫn Mơ Một Ngày Về của nhạc sĩ Nguyễn Ánh. Tôi bài Anh Vẫn Mơ Một Ngày Về của nhạc sĩ Nguyễn Ánh. Anh vẫn mơ một ngày nào quê dấu yêu không còn cọc thù, trên con đường mòn sau cơn mưa chiều, anh ôm đàn dìu em đi dưới trăng. Trời thật gần, anh ôm cây đàn, anh buông tơ tràm, em ca bài mừng quê hương thành hình. Rồi hoa buông xuống ba dưới bên rượu lâu, họ hàng trong xóm thấy nhau nhen lửa hồng, dương răng mịt mù, đêm sâu chập trùng, xoa mục thù thiêng sông bao năm. Anh vẫn mơ một ngày nào, anh với em mái nhà cờ vàng bay vất vơ, bên mái hiên ta ngồi chuyện trò, khoai nướng thơm hương tình ruộng đồng, con thơ ngoan hiền ê a đánh vần, VN là Việt Nam kiêu hùng. Rồi ngày con lớn con ca vang tình người, hòa bình nó ấm con ca vang tình đời, thay cho cha già thay cho mẹ hiền, suốt cuộc đời hòa lời ca đấu tranh. Rồi ngày con lớn con đi xây cuộc đời, màu cờ tổ quốc con tô thêm rạng ngời, quê hương thanh bình muôn dân yên lành, sống cuộc đời tự do muôn năm. Xin tất cả chân thành chắp tay cho người đàn đàn anh ấy là nhạc sĩ Phạm Quan Ngọc. Cơn mê chiều, anh ôm đàn rồi em đi dưới trăng.
Rồi hồn hôn xuống ta sẽ men rượu nồng, họ hàn trong sông thấy nó nhen lửa hồng. Buồn man đêm hùng, đêm sâu chập trùng, xóa cùng cùng xuyên không bao năm. Anh vẫn mơ một ngày nào anh với em chung tình bạc đầu trên quê hương nghèo, trong ru rừng già trước mái nhà cửa vòng tay vẫn vơ. Màn đánh đàn tơ rưng của cô Lê Phương trong nhóm Hoài Hương. Thì một lát nữa đây nhóm Hoài Hương sẽ trở lại, nhưng lần này đánh đàn tơ rưng không phải là mẹ Lê Phương mà là bé Mai sẽ đánh đàn tơ rưng để cống hiến cùng quý vị. Cho nên rằng là chúng tôi xin kính mời quý vị sau một vài bài hát của cô Thanh Thúy thì chúng ta sẽ được thưởng thức một bài đàn do bé Mai sẽ cống hiến cùng quý vị qua ngón đàn tơ rưng. Dạ cảm ơn cô Ánh Linh. Và trước khi chương trình văn nghệ bắt đầu thì chúng tôi xin kính mời quý vị nào đậu xe mà chặn xe những người khác đó, làm ơn chạy ra car park rồi dời xe cho những người quan khách họ cần gấp đi về đó thưa quý vị. Dạ xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị nào nghĩ rằng mình đậu xe chắn những cái xe của bà con lúc trước hồi nãy đó thì ra làm ơn dời dùm nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và để tiếp tục chương trình, văn nghệ Thanh Thúy và Lê Nhân và Hữu Nhung xin được trình bày nhạc phẩm Tôi Yêu Nước Tôi của nhạc sĩ Phạm Công Ngọc. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Bên hàng tre tràn ánh nắng mai,
yêu nước tôi, núi rừng sông như gấm hoa, đất trời gần bó thiết tha, tình tôi tràn hoa Việt Nam. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính lên Tổ sư Minh Đăng Quang và kính dâng lên Chúa Giêsu, người đã được coi như tôn vinh trên cây thập tự giá. Thưa quý vị, biến cố đã xảy ra và viên đạn ác nghiệt làm cho một vị minh quân, một vị tổng thống oai hùng phải nằm xuống. Bằng tăng con trò người ăn mày thế kỷ, nếu nói rằng ngày hôm đó xin lãnh viên đạn đó để cứu một vị tổng thống, một chí sĩ của Việt Nam, thì bao nhiêu trăm ngàn tấn bom không dội vào cái mảnh đất quê hương và không phải chia nhau ba miệng để chúng ta là người Việt cấu xé lẫn nhau. Bằng tăng rất là hoan hỷ và rất là vui hôm nay gặp cha Chi, cha Hùng và chủ tịch cộng đồng của Victoria ngày xưa là Nguyễn Thế Phong đã trợ giúp và tổ chức cho Bằng Tăng đi bộ từ Melbourne, Sydney. Và Bằng Tăng rất là hoan hỷ khi quý vị đã cùng với nhau đốt nén hương cho một vị gọi là anh minh, một vị trong sạch, một vị tài năng. Và Bằng Tăng có nghe lại là những cái biến cố của đất nước của mình, và Bằng Tăng không có gì vui bằng là khi nghe Huy kể về vua Thành Thái là ông của Bằng Tăng, mà thà nghèo trong sạch như là cố tổng thống
chứ không dơ giấy ăn hối lộ, hối lẹo hay là tham quan. Và khi mà một vị vua đầy ra nước ngoài ở Phi Châu, thì vị vua này thuê nhà mà lại không có tiền trả, cái cao quý vô cùng. Cho nên Bần Tăng ngày hôm nay mà quý vị thấy bên trước của cộng đồng người Việt, Bần Tăng không sắm những cái ngôi chùa, những cái cơ sở mà coi như khổng lồ của tôn giáo, mà Bần Tăng dựng lên một cái ngôi chùa di động để tặng cho người Việt khắp năm châu. Và trong ngồi nước, Bần Tăng ngâm bài thơ kết thúc và dâng bài thơ này cho cố Tổng thống, một vị chí sĩ của Việt Nam và con rồng cháu tiên, rất là tự hào có một con dân và một vị Tổng thống anh minh. Người khất sĩ chẳng không đi vàng nèo, như mai chùa di động khắp nhân gian. Dùng thân chở pháp lên đàn, tấm không dung chừa vô vàng thương yêu. Cảm ơn Huy và ban tổ chức. Khi được quyền làm của cái chức năng của một vị chủ tịch cộng đồng, không ai được quyền ngăn cấm một vị là đại diện. Vị vua khi muốn làm, không ai được quyền ngăn cấm, không ai được quyền cản. Huy được quyền của một người mà làm cái ngày lễ hôm nay rất ý nghĩa. Và thưa quý vị, chúng ta thiếu tự do cho nên chúng ta đã vượt biên, vượt biển. Và chúng ta dù ngày hôm nay ở trên một hành tinh nào, ở trên cõi ta bà này, cũng thiếu tự tại. Cho nên Bần Tăng, như lời của Chúa Giê-xu nói, con cáo có cái hang, con chim có cái ổ, nhưng mà con của người không có cái chỗ gối đầu. Còn bây giờ xây vỏ quá nhiều mà bỏ cái ruột, bỏ cái tình người. Cho nên ngày vừa rồi họp, nếu không có Bần Tăng ở đây, thì những biến cố gì xảy ra cho cộng đồng của người Việt hải ngoại và nỗi niềm đau của đất nước. Mô Phật. Dạ, kính thưa quý đồng hương, hôm nay cộng đồng chúng ta thật là hân hạnh có sự hiện diện của Đức Cha Vinh Sừng Long, đã thu xếp thì giờ đã đến đây với chúng ta. Dạ, con xin chào mừng Đức Cha và cũng xin và xin mời Đức Cha có đôi lời đến trước cái lễ tưởng niệm của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Dạ, xin con xin mời cha. Xin cảm ơn anh Huy, chủ tịch của cộng đồng người Việt tự do New South Wales. Và tôi xin được chào mừng tất cả quý đồng hương, đặc biệt đại diện tôn giáo bạn, cũng như là các vị trong ban lãnh đạo của cộng đồng người Việt tự do New South Wales, và trong đó có những quân cán chính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng hiện diện đây. Vâng, tôi là một người lãnh đạo bên giáo hội Công giáo. Tôi thuộc địa phận Parramatta, tức là miền Tây của thành phố Sydney. Và mặc dù mới về được giáo hội bổ nhiệm về miền Tây của Sydney, tôi cũng rất là khắc khoải và quan tâm tới tất sinh hoạt của cộng đồng người Việt. Và đặc biệt ngày hôm nay, lần đầu tiên tôi được biết là cộng đồng người Việt tự do tại New South Wales tổ chức rất là long trọng ngày lễ tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Thì tôi tới đây như là một người công dân nước Việt, một người tị nạn cộng sản, một người khao khát cái nền hòa bình tự do trên quê hương, nền hòa bình tự do mà cố Tổng thống Ngô Đình Diệm đã có công để gây dựng, và là một cái giấc mơ chưa thành của cụ. Mà giấc mơ đó tất cả mọi người Việt của chúng ta trong và ngoài nước, và đặc biệt là ở nước ngoài, khối người Việt Công giáo, người Việt tự do của chúng ta có cái trách nhiệm, bởi vì chúng ta có cái điều kiện để thứ nhất là khôi phục lại danh dự của
cố tổng thống Ngô Đình Diệm, và thứ hai là thực hiện cái giấc mơ chưa thành của cụ. Vâng, chúng ta không thể tiến tới tương lai tươi sáng cho quê hương đất nước nếu mà chúng ta không có khai cuộc những cái khúc quanh của lịch sử trong quá khứ mà cần phải khai thông. Mà một những cái điều tôi nghĩ rằng phải khai thông cái dòng sông lịch sử Việt Nam của chúng ta là khôi phục lại danh dự của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Bởi vì một người như cụ đã có công gây dựng cái nền dân chủ tự do mà miền Nam Việt Nam chúng ta được hưởng từ ngày 1954 cho tới ngày khi ngày cụ bị ám sát, và ngày bức tử của miền Nam tự do của chúng ta 1975. Và vì thế tôi quan điểm rằng chỉ khi nào chúng ta khôi phục lại danh dự của cụ, chỉ khi nào mà người Việt tự do của chúng ta, người Việt quan tâm tới tiền đồ của dân tộc để thực hiện cái giấc mơ chưa thành của cụ, thì lúc đó đất nước của chúng ta mãi mãi còn nằm trong cái vũng lầy của lịch sử. Thưa quý ông bà, thưa tất cả quý vị, đây, cái ngày tưởng niệm này không phải là một cái ngày mà của người Công giáo, bởi vì tôi quan niệm rằng mặc dù cố Tổng thống Ngô Đình Diệm là người Công giáo, nhưng cái vai trò của ông trong cái tiến trình tạo dựng một cái miền Nam thịnh vượng và cái ước mơ cho nước Việt Nam thịnh vượng và có một chỗ đứng xứng đáng trên cái công trường thế giới, thì cái vai trò của ông vượt quá lĩnh vực của một người tôn giáo, của một người Công giáo. Và vì thế tôi rất là vui mừng được cái sự hoạt hiện diện của các tăng ni Phật tử ở đây, bởi vì tôi muốn cùng với quý vị Phật tử là người Công giáo, chúng ta xóa bỏ cái tị hiềm nếu có, để chúng ta tiến tới một cái mục đích chung, một cái giấc mơ chung, giấc mơ đó mà cố Tổng thống đã dung dưỡng và đã truyền lại cho chúng ta. Tất cả những người mang cái dòng máu Lạc Hồng đều phải khát khao, đều phải thao thức với cái tiền đồ dân tộc, đều phải có cái bổn phận đối với giấc mơ chưa thành của cụ. Và vì thế, sự hiện diện của chúng ta ngày hôm nay không chỉ là một cái hành động tưởng về quá khứ, nhưng chúng ta khai thông cái dòng sông lịch sử để cái dòng sông đó nó chảy làm phì nhiêu đất nước của chúng ta, thì tương lai của đất nước của chúng ta mới có thể có cái khả năng vượt qua những cái vũng lầy của lịch sử hiện nay. Như thế, cái ngày hôm nay, cái lễ tưởng niệm này cũng là một cái lễ mà chúng ta hun đúc lại tinh thần yêu nước, giữ nước, cái bổn phận bảo vệ cái cơ đồ, tiền đồ của đất nước mà cha ông của chúng ta đã, mà trong đó có cụ Diệm đã gây dựng cho chúng ta. Và chỉ khi nào chúng ta gắn một bàn tay đoàn kết để giải thể chế độ Cộng sản, để cùng nhau dựng nên một xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường, vững mạnh, tự do thật sự, để đương đầu với tất cả những cái thử thách của thế kỷ thứ 21 này, để làm cho đất nước của chúng ta, thế hệ con cháu tương lai của chúng ta có một niềm tự hào về một đất nước, về một đất nước mà cha ông của chúng ta đã gây dựng. Và những người có vai trò to lớn như là cố Tổng thống Ngô Đình Diệm đã có công cho chúng ta. Tôi xin được cảm ơn tất cả quý vị cho tôi được cơ hội để biểu lộ cái tâm tình của tôi. Xin cảm ơn. Kính thưa Đức Cha, đứng giữa chờ cha các anh.
đây. Cha đứng ở đây, cha với Huy đứng ở đây, cha đứng với Huy đứng ở đây, cha đứng ở ngay viện của Phật. Dạ, cha đứng ở chính giữa. Dạ, dạ. Huy đứng kế bên cha. Dạ. Dạ, vừa rồi là các anh chị các bạn đang xem hai cái lời phát biểu của đợi mình chút xíu. Dạ, kính thưa các anh chị và các bạn, vừa rồi là các anh chị các bạn nghe hai lời phát biểu của một vị đại diện Phật giáo và vị đại diện bên Thiên Chúa giáo. Bây giờ thì có lẽ là chắc cũng cái sắp sửa cuối cái cuộc lễ tưởng niệm rồi, thì chúng ta có một số nghi thức, không phải nghi thức mà một số những người đang chụp hình để làm kỷ niệm. Dạ, mình nghĩ là thế. Right. Để mình zoom cái camera ra chút xíu. Quý vị, để tiếp tục phần phụ diễn văn nghệ, chúng tôi xin được mời quý vị trở vào trong hội trường để thưởng thức một lần nữa tiếng đàn Tơ Rưng, là một tiếng đàn dân tộc tiêu biểu cho miền Tây Nguyên Việt Nam. Lần này thì do một bé sẽ cống hiến cùng quý vị, xin quý vị cùng thưởng thức. Mời quý vị trở vào hội trường và chúng ta cùng thưởng thức ngón đàn Tơ Rưng. Dạ, các anh chị các bạn biết rằng là ngoài cái nhu cầu chụp hình tự sướng thì ngay lúc này tới cái thời buổi này thì các anh chị các bạn biết rằng là có một cái nhu cầu thứ hai nữa là nhu cầu trao đổi kết bạn trên Facebook, nên là có hai cô chú đang đứng trước cái camera đang trao đổi Facebook với nhau, chúng ta thông cảm. Cũng không biết là cái bữa tiệc này nó còn kéo dài, xin lỗi, cái bữa tưởng niệm này có kéo dài được bao lâu nữa. Thì hiện nay mọi người đang ra ăn ở đằng sau cái khu ăn, thì không biết, để mình coi thử coi cái hôm nay còn bao nhiêu lâu. Hình như là chỉ là văn nghệ thôi ạ. Không biết các anh chị các bạn có muốn xem văn nghệ không, hay là mình kết thúc cái live stream ở đây ạ.
Xin các anh chị các bạn cho mình cái comment. Dạ. Thời buổi bây giờ thì như mình nói đó, có nhiều nhu cầu lắm. Ngày xưa thì không có, cái thời mà cố tổng thống Ngô Đình Diệm thì nó không hề có các anh chị các bạn. Tại thời đó thì làm gì có livestream, có cái cell phone như bây giờ, cái smartphone như bây giờ, thì không có cái nhu cầu là selfie, chụp hình để tự sướng trong một cái buổi tưởng niệm hoặc là buổi lễ, hay đi đám cưới hoặc là đi sinh nhật, hoặc là tất cả những cái buổi nào đi lễ, đi cầu nguyện, đi chùa cũng vậy. Chúng ta có cái nhu cầu là chụp hình tự sướng. Kế bên đó chúng ta có cái nhu cầu là kết bạn ở trên Facebook để gặp được những nhiều người bạn mới ở trên đó. Và thế là mọi người cứ vô tư đứng trước luôn cái ống kính để trao đổi với nhau. Thôi mình cũng thông cảm, cái đó là cái niềm vui của mọi người. Và chúng ta lên đây là chúng ta kêu gọi mọi người được kết nối mà, kết hợp với các anh chị các bạn. Thế thì mọi người cho dù già trẻ lớn bé, ai muốn kết hợp được bao nhiêu thì mình mừng cho lúc đó. Dạ. Dạ, cảm ơn anh Dennis Trần. Dạ, em để tiếp tục ha, để cho xem phần văn nghệ. Dạ, cảm ơn chị Thủy Trang Trần. Xem. Ok, em để cho xem. Hiện giờ là 10:35 tối thứ bảy ở USA. Dạ, xin cảm ơn bạn Sơn Phạm. Bên này mình đang là 1:35 chiều ngày Chủ nhật, ngày 4 tháng 11 năm 2018. Dạ. Dạ. Mình để ý là hình như là cháu ít có selfie và kết nối hơn ông. Ông dạo này Facebook nhiều quá, mấy ông già Phúc rất là nhiều. Tại vì mấy ông qua đây một thời gian đi làm rất là nhiều rồi các anh chị. Thì bây giờ người ta đã đầy đủ cuộc sống và người ta có thời gian để lên Facebook nhiều hơn. Mình cũng kêu gọi là các ông bà khi mà kết nối Facebook xong thì các ông bà làm livestream đỡ cho chúng cháu. Tại chúng cháu còn nợ chưa mòn mà con cũng chưa lớn, để chúng cháu còn có thời gian để đi làm kiếm tiền ạ. Dạ, để nói chung là để cho bọn tư bản nó bóc lột, để chúng con mua thêm một hai cái nhà investment đầu tư đó, rồi để sau này chúng con già chúng con cũng được hưởng như các ông vậy ạ. Dạ. Hôm nay không dẫn mình đi tưởng niệm ngày lễ dỗ của cố tổng thống Minh Diệm, mình còn được ăn free nữa các anh chị các bạn. Các anh chị thấy không, hai dĩa hai bên mà chưa kịp ăn nè, tại để ngồi đây canh cái camera để hậu chuyện các anh chị các bạn, và xong mình sẽ ăn. Yeah. Vậy là chị về là chị chưa được ăn phải không ạ? Ok, không sao chị, có gì lần tới chị để chiều là cho em ăn đi. Và cảm ơn chị Thủy Trang Trần, nói là đã về rồi không ăn được. Yeah. Dạ, thời tiết Sydney đã vào bắt đầu chưa hết mùa xuân, nhưng mà rất là nóng rồi các anh chị. Cỡ khoảng chừng hôm nay ở khoảng chừng 28-29 độ C, bên ngoài có thể là hơn. Dạ. Nhưng mà mọi người đi tham dự rất là đông. Dạ. Không biết mình đậu xe ngoài kia có bị phạt không nữa. Nếu mà mình có bị cái ticket khoảng 100+ phạt đậu không đúng chỗ đó, các anh chị các bạn gửi tiền trả cho mình nhé. Tại nãy vô vội quá mình không kiếm được chỗ đậu xe gần. Dạ anh ơi, em này là em đang nói trên cái livestream, nên là bây giờ anh nói là có một người nào đó quên cái iPhone ở trên đây. Nếu mà Quân nói trên livestream thì bạn nào thích cái iPhone thì tới việc tới lấy. Lộn, anh bị lộn cái desk, đáng lẽ là anh phải đi qua cái desk bên kia, cái desk của audio chứ không phải cái desk bên livestream. Cho mình hỏi bên cái desk audio không biết là còn bao lâu nữa nhỉ? Chương trình còn bao lâu nữa nhỉ? Làm trực tiếp thì nó cũng có cái vui mà cũng có những cái khổ các anh chị, tại vì mình một lúc mình phải quản lý nhiều cái kênh đó, khác nhau. Dạ. Yeah. Đấy các anh chị các bạn thấy không? Để mình bật quá là cho các anh chị có thấy.
là các cô chú có nhu cầu trao đổi Facebook với nhau rất là nhiều. Mọi người đi ra ăn hết trơn rồi. Dạ, chào chị Tiffany Trần. Dạ, cảm ơn anh Dennis Trần. Anh đã volunteer, anh đã nói rằng là nếu em bị phạt đưa cái ticket cho anh. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Mà không biết anh ở Úc hay anh ở Mỹ nữa nha. Phi ơi, còn lâu không? Xong chưa? Okay. Dạ, ok, cảm ơn anh Dennis Trường, anh ở Sydney. Dạ, hôm nào rảnh mời anh thứ bảy từ 2:30 tới 3:30 đó, em hay ở Canley Vale khi đưa cháu đi học tiếng Việt á, mời anh ghé uống cà phê. Dạ. À, mình nghĩ chắc là chương trình cũng sắp sửa kết thúc rồi các anh chị. À, chắc cho mình tạm dừng cái livestream ở đây ha, để mình còn tham dự cái tiệc ăn ở đằng sau. Nếu không mà ngồi để cho anh chị xong á, chút xíu nữa chắc mình không còn gì để ăn luôn ạ. Dạ, thôi mình rất là cảm ơn các anh chị các bạn rất là nhiều đã xem cái livestream hôm nay và đã chia sẻ với mọi người được xem. Mục tiêu chúng ta sẽ làm sao để trả lại cái danh dự cho cố tổng thống Ngô Đình Diệm, rồi chúng ta làm chứng cho sự thật và cái sự thật này sẽ giải thoát chúng ta. Rồi một lần nữa Quân xin cảm ơn các anh chị các bạn rất là nhiều đã tham gia cái livestream hôm nay và chúc các anh chị các bạn một ngày Chủ nhật ở Sydney cũng giống như là ở Việt Nam mọi sự hạnh phúc, và chúc các anh chị ở bên USA hoặc bên châu Âu một tối thứ bảy, một giấc ngủ an lành. Và ngày mai các anh chị sẽ take turn để làm livestream để hầu chuyện cho các anh chị các bạn và mình nhé. Rồi mình xin tạm biệt mọi người, và có thể là tối nay nếu mà mình không bận thì mình sẽ lên hầu chuyện các anh chị theo cái định kỳ thường Chủ nhật. Nhưng mà mình nếu mà mình bận quá thì mình xin hẹn lại lần tới. Rồi một lần nữa xin mình tạm biệt tất cả mọi người. Dạ, cảm ơn mọi người rất là nhiều.